cái buổi one shot hôm nay 60% combat, khoảng 60% combat, 40% roleplay, tùy cách mà mọi người xử lý tình huống ở trong game mà có thể là cái phần trăm đấy nó thay đổi một chút. Trong cái game hôm nay thì mình sẽ chơi một nhóm mạo hiểm giả. Nhóm mạo hiểm giả này thôi tìm một người trong một cái vụ mà mất tích, và mọi người đã lần giấu cái người bị mất tích này đến một cái ống cống, nơi có vẻ như là một cái băng đảng đang trú ngụ trong này. Cái thành phố mà mọi người làm việc và sinh sống và tìm người ở đây thì là một cái thành phố mang cái vibe, cái không khí cũng hơi New York một tí. Có kiểu như là thành phố mà người đi làm rất nhiều và cũng có những cái tệ nạn về đêm. Có cái băng đảng, có chủ yếu là hai cái băng đảng đang đánh nhau. Và cái nơi mà mọi người đến này là nơi của một cái băng đảng khá là khét tiếng. Tuy nhiên, mọi người cũng là những cái mạo hiểm giả, về cơ chế là level 3, còn về câu chuyện thì là cũng có một chút kinh nghiệm và cũng đã vào sinh ra tử với nhau. Và thân chủ của mọi người khi mà nhờ là cũng trả một món khá hời để giải cứu một cái người bạn của mình đang bị bắt cóc như thế này. Mọi người có thể miêu tả nhân vật của mình. Một là ngoại hình, hai là phong cách chiến đấu, và ba là tính cách của người này, theo những gì mà những người đi cùng party của mình biết được. Đầu tiên sẽ là Reinhardt. Bên này tướng người của em thì khá là vững, cao tầm khoảng 2 feet. Phong cách chiến đấu thì luôn cố gắng bảo vệ tất cả mọi người và là tấm khiên vững chắc cho ta đội. Và còn tính cách sống thì luôn đặt uy tín là trên đầu và an toàn của mọi người là trên hết. Và em kết thúc phần cách tử của em. Ok, Drunker Man. Anh là bỏ qua cái nào nhỉ? Rockerman là một drum, tính cách anh ta khá là cục mịch, cứng đầu, nhưng mà anh ta rất quan tâm đến mọi người. Anh ta nghiện rượu, các bạn vậy. Còn gì thêm đâu? Cái phong cách chiến đấu. Đầu anh là một cleric thì anh thường hỗ trợ hồi máu rồi anh có thể tăng lên chiến đấu với đối phương. Ok. Đến Hải Nam. Em thì một wizard nhỉ, có dáng người cao mảnh khảnh. Phong cách chiến đấu thì là chắc là đứng sau dùng một spell. Hải Nam có thể suy nghĩ thêm một chút về cái tính cách của nhân vật của mình. Okay. Trong đấy thì giới thiệu về nhân vật Carol của Việt Đang Ngủ. Carol là một cô gái cao 180cm. Xin lỗi vì em tính ra fit được. Về mái tóc đen. Thì thôi. Thiết bị kia của em nó khá lắc rồi. Để em nói lại. Carol là một cô gái cao 1m, sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt xanh. Và là một dark elf nên cô sở hữu một đôi tay nhọn. Với tính cách là một người hiền lành, ôn hòa. Phong cách chiến đấu là sẽ là một người tuyến đầu, mang nhiệm vụ trinh sát là chính. Ok, Hải Nam nghĩ được cái tính cách cho nhân vật của mình chưa? Em nghĩ nhân vật của em sẽ là một người trầm tính, kiểu thích chiến đấu mà kiểu dùng não nhiều hơn ấy. Ok, vậy thì trong cái nhiệm vụ giải cứu này, mọi người hiện tại là đã biết được cái nơi bắt giữ của người này rồi. Nhưng vì người, cái thân chủ của mọi người, người mà trả tiền cho mọi người cái nhóm mạo hiểm giả này để tìm người bị bắt cóc đấy, lại không muốn quá dính líu đến cảnh sát trong khu vực, không muốn lùm xùm lên, thì mọi người hiện tại có muốn chuẩn bị thêm gì trước khi đi xuống cái nơi mà mọi người đã biết người bị bắt cóc ở đấy không? Có vẻ như đây là một cái hang ổ, một chi nhánh nhỏ của cái băng đảng này. Và cái băng đảng này thì theo mọi người biết, vì đã sống ở trong cái thành phố này một thời gian, cũng khá là khét tiếng. Và cái bọn này có vẻ như có lời đồn là bọn nó chứa chấp những cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ trong tổ chức của bọn nó. Thì trong cái bối cảnh này, mọi người có muốn có thêm sự chuẩn bị gì khi mà đến với đây? Tại vì cái bối cảnh của cái thành phố này nó khá là tượng trưng. Nên là mọi người nghĩ là có cái gì mà có vẻ là hợp lý trong thành phố này, có cái đối tượng nào mọi người có thể tìm kiếm được thông tin, hoặc là đối tượng nào mọi người có thể nhờ giúp đỡ được, cũng tùy theo cái xuất xứ mà mọi người nghĩ ra cho nhân vật mình, thì có thể nói với Thiện và chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau để đưa ra những cái sự giúp đỡ hoặc là cái tìm kiếm thông tin đó. Nhưng mọi người thử tưởng tượng này, trước khi xuống một cái đường cổng, trước khi đến cái nơi này thì có cái gì, hay là mọi người sẵn sàng rồi cứ thế đi thôi? Em sẽ chuẩn bị thêm 1-2 tấm bản đồ, bởi vì đường cống ngầm ở một thành phố nó sẽ cực kỳ phức tạp. Ok, chuẩn bị bản đồ theo kiểu nào? Đây là nhân vật nào nhỉ? Em chơi nhân vật nào nhỉ? Carol. Chuẩn bị bản đồ, Carol sẽ chuẩn bị như thế nào? Đi tìm bản đồ như thế này ở đâu? Có thể là một cái nơi nào đấy của chính phủ,
là trước đây thiết kế sao, hay là tìm như thế nào, hay là tìm một những cái người bạn mà xã hội đen, hay là tìm kiểu bạn làm gì? Em sẽ tìm đến chợ đen và mua, bởi vì đây là một khu đã bị chiếm bởi xã hội đen rồi, nên việc mà chính phủ còn hiểu rõ cái này gần như là không thể, nên em sẽ tiến tới chợ đen và tìm kiếm. Caro có thể lăn cho anh một tìm kiếm bằng em có thể tìm kiếm hoặc là bằng kỹ năng nhìn vật, hoặc là bằng persuasion, hoặc là bằng intimidation, là bằng investigation. Em một chút để Tùy em em muốn dùng kỹ năng nào. Persuasion thì sẽ là kiểu hỏi người này người kia, intimidation cũng là hỏi nhưng mà mang phần đe dọa hơn, còn investigation là việc tra khảo thông tin nói chung. Ok. Với cái sự nghiên cứu của mình của Carol thì cô biết được rằng từ từ Grapevine sẽ từ những cái nguồn tin mà cũng là khá là chợ đen, khá là shady và nhưng mà cũng là những người có thể tin tưởng được. Có vẻ như cái băng đảng này ngoài cái lối vào chính là đi từ cống vào còn có một số đường thoát hiểm khác của cái băng đảng này, đi qua một số ngôi nhà dân, đi qua tầng hầm của nhà dân để thoát ra ngoài, cũng có thể làm thành để cửa vào. Nhưng mà đi qua đường này thì sẽ phải vào được cái nhà dân đấy, xuống tầng hầm của họ. Và những người dân này có thể là có người hợp tác với bọn băng đảng, có người là không biết. Đó là thông tin mà Carol tìm được. Đấy là ngoài cái đường chính mà đi từ cống vào mọi người đã biết vì nhìn theo bản đồ. Còn ai muốn tìm hiểu thêm thông tin gì không? Recommend đến cái tavern hỏi xem bọn gang này là lớn mạnh thì tìm hiểu xem là thế. Recommend có thể biết được là cái bọn băng đảng này là một bọn một trong hai băng đảng lớn nhất của thành phố này, thành phố tên là Waterdeep, và bọn này đã tham gia đánh nhau rất nhiều ở trên đường phố, gây đổ máu rất nhiều. Có vẻ là có những cái khu vực bọn nó chiếm đóng mà không sợ cảnh sát, cảnh sát cũng phải nể không dám vào khu vực đấy. Nhưng mà đây là một cái chi nhánh của bọn nó thì là chiếm đóng dưới cống, dưới mặt đất. Rockman có thể lăn thêm. Anh nghĩ là có thể dùng cái kỹ năng gì cho việc hỏi năng hỏi này? Có thể dùng cũng hoặc là persuasion, hoặc là nếu mà vào tavern hỏi thì có thể dùng một cái kỹ năng gì liên quan đến wisdom nhỉ? Insight Sai với khả năng nhìn nhận con người của mình, nhìn nhận người khác. Rockman nhận thấy rằng khi mà hỏi về những cái gang này thì nhiều người là có những người là có vẻ rất là sợ sệt. Và khi mà gặng họ, nếu mà gặng ngòi thêm khi mà nhận ra những điều này thì họ bảo là bọn cái bậc gang, đặc biệt là cái gang này, nó hay thu giữ những cái loại quái thú để chiến đấu giúp bọn nó, bảo vệ bọn nó. Có vẻ là cái người trong bọn gang này có gì đấy khá là bất bình thường. Thế chưa? Hết Thì với gì mà recommend Rockman sẽ tìm mua hiểu thêm được. vài chai rượu rồi bắt đầu tụ họp bọn mấy. Ok, thế thôi. Còn ai muốn tìm hiểu gì nữa không? Hoặc là mọi người đã, và với những cái thông tin vừa tìm được thì mọi người muốn tiếp cận đến cái hang ổ này như thế nào? Em vẫn sẽ theo hướng để đi vào cống và xem các đường kia sẽ coi như là một đường thoát hiểm. Còn ý mọi người sao? Em nghĩ là theo những gì em vừa nghe là cái bọn này là có nhiều chi nhánh đúng không ạ? Bọn này Thì có khác cái đúng rồi, có các chi nhánh khác nhau. em nghĩ chúng ta nên đánh những chi nhánh nhỏ trước để kiếm thêm thông tin. Đây là một chi nhánh, cái chỗ mà mọi người đến để giải cứu người này là một chi nhánh nhỏ rồi, Thế thế chứ không phải là thế cái hang ổ lớn của bọn nó. thế thì em nghĩ là cứ đi xuống để dò đường trước. Nếu mà mọi người đồng ý, Thiện sẽ dựng ngừng lại một lúc xem có ai phản đối về kế hoạch này không. Nếu mà mọi người đồng ý thì ok, anh Hoàng định nói gì Ý kiến hay đó, bắt đầu đi thôi. Cậu mày bắt đầu hơi gà say rồi. lại uống rượu trước khi đi đi à? Bảo bao nhiêu lần rồi. Mọi người mở đường cống ở một cái back alley, một cái khu ngõ chật hẹp, hôi thối, và bắt đầu khi mà không thấy quá nhiều sự chú ý nhảy xuống. Khi mà men theo cái đường cống này thì với cái sự chuẩn bị và những cái bản đồ mà Carol tìm được từ trước khá là chu đáo và đầy đủ, nên lại định phát này chỉnh lại token một tí. Mọi người đi theo, vừa men theo đường cống mà cũng thấy nhận thấy một vài cái hình vẽ ở các cái ngã rẽ mà mọi người nhận ra là những cái hình vẽ của cái bọn gang gang này để chỉ điểm là nên đi đường nào, thì nó cũng men theo đường đấy. Khi mà đang đi giữa cống thì người thấy rằng có đến một cái địa điểm mà đường nó hẹp lại một chút. Bình thường là đường cống nó ở nước chảy ở giữa này và vẫn có hai đường đi ở hai bên, nhưng mà đến đoạn này thì nước có vẻ là đi vào một cái đường
ống ngầm bên dưới mà hai cái đường hai bên nó bắt được chụm lại thành một, và cái chỗ mọi người đi là không còn chỗ nào khô ráo nữa, mọi thứ đều là bì bõm, nước ngập ngang đến cái mắt cá chân. Với cái passive perception, với sự nhìn nhận của mình xung quanh, Carol là một người dark elf có thể nhìn được khá xa trong bóng tối, nhìn thấy phía trước mặt có một cái sinh vật gì đấy rất là nhỏ, có vẻ như là nhỏ bằng tầm hai cái nắm đấm trụm vào, lơ lửng trên không. Sinh vật này đang chưa nhìn thấy mọi người. Carol có thể lăn ra tiện một cái perception để nhìn kỹ hơn sinh vật này, và cũng có thể nói cho mọi người biết là đã thấy cái gì đấy. Em vừa lăn, em bị lăn mất hai lần. Không sao, mình sẽ lấy cái ở bên trên. Vâng. Perception 16 của mình. Có vẻ như là cái sinh vật này nó có khả năng bay, nó cứ là ở phía bên trên cái mặt nước cống bẩn thỉu và đang tiến dần về phía mọi người. Trông như là nó vừa đi vừa nghiêng bên này nghiêng bên kia, và khi mà nhìn kỹ có vẻ cái sinh vật này toàn bộ cái đầu của nó, hai nắm đấm này, là chỉ có một cái mắt và một cái mồm giống như này. Carol bắt đầu miêu tả lại hình ảnh của con quái vật cho mọi người, và bắt đầu nói về phỏng đoán của mình rằng đây là sẽ là một con quái vật chuyên để canh gác. Con quái vật này vẫn đang vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nhưng mà tiến gần đến phía mọi người. Mọi người muốn phản ứng như thế nào? Làm gì? Em nghĩ là em sẽ lao tới và dùng hai bàn tay của mình đập nát nó. Rồi hát đúng không? Đây là Reinhardt. Có ai muốn làm gì khác không? Trong cái lúc đấy Reinhardt làm như vậy. Muốn ngăn Reinhardt lại bởi vì chúng ta thực sự chưa biết con quái này có tác dụng là gì, bởi vì nhỡ đâu chỉ cần động đến nó sẽ phát ra một cảnh báo khiến cho toàn bộ mọi người đều biết thì sao? Toàn bộ băng đảng sẽ biết là gây nguy hiểm. Đây, cái đường thì thiện vẽ tạm thời tượng trưng này nhá. Và thôi thế này đi, mọi người đi từ phải sang trái đi. Để cho tạo đội hình này, mọi người có thể tự thay đổi đội hình nếu muốn. Tượng trưng, con này đều đây. Và mọi người đang đi theo hướng này. Chân ngắn lục đục theo sau. Con này đi hướng này. Cái đường này khá bé, chỉ có đi thành một cái hàng dọc được thôi. Carol là vì là một lính trinh một trinh sát nên sẽ quyết định đi đâu. Ok, vậy thì Reinhardt lúc này là đang gạt Carol sang một bên để tiến lên đúng không? Mọi người làm gì? Carol là túm tay lại đúng không? Carol đã quyết định là túm Reinhardt lại bởi vì chưa biết được tác dụng của con quái kia là gì. Reinhardt phản ứng như nào? Mọi người làm cái gì mà trên thế, nó chỉ làm con quái một nhỏ xíu thôi mà. Nhưng mà nhỡ đâu nó sẽ cảnh báo cho toàn bộ cả băng đảng và người chúng ta đang cần cứu sẽ bị xử ngay tại chỗ thì sao? Bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ đừng sử dụng làm đông quá nhiều. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau thì con quái này vẫn tiến lại gần. Mọi người có dần dần bước lùi lại ra khỏi tầm nhìn nó không? Hay là vẫn đứng yên đấy bàn luận với nhau? Sẽ quyết định dần dần khiến mọi người lùi lại. Tất cả mọi người lùi lại và tiếp tục lùi. Lúc này thiện cần mọi người lăn ra thiện một cái stealth, kỹ năng stealth. Nó gần giống như là lúc trước để có thể khi lùi lại mà không tạo ra gây ra quá nhiều sự chú ý hoặc là tiếng động. Với những bộ giáp nặng của mình. Không, để tôi kể Doberman đi hơi ngả ngả như là say ngã ủnh một cái. Đang đi ở đằng sau không biết là tự nhiên bọn đằng trước nó lùi lại. Anh cũng đang hơi say say ngả ngả rồi loạn trọn ngã đến xoảng một cái. Cả cái mông dập xuống nền nước cống tóe lên. Bọn mày làm cái gì đây? Đang đi tiến đẩy tao vậy. Carol trong lúc hỗn loạn này vẫn để ý theo dõi cái con quái vật ở trước. Có vẻ như là nó khựng lại một tí rồi cẩn thận. Lúc này nó không còn đi giữa đường nữa, nó men theo tường và nó bắt đầu là khó nhìn hơn. Có vẻ như là nó tận dụng những cái khoảng tối ở trong không gian ở đường cống và nó nép vào những cái, nó bay là gần dưới mặt nước hơn, nép vào những cái kiểu như là rác rưởi ở dưới đấy. Nó vẫn thấy là nó tiến gần. Đến một đoạn khi mà nghe Drunkman chửi loạn lên, Carol nhận thấy là con này dừng lại rồi miệng nó cất lên tiếng gì đấy nghe rất khó hiểu, xong nó bay ngược lại viếng này rất nhanh. Oh shit, 20 feet. Carol thấy vậy liền nhận ra rằng kế hoạch nó bắt đầu khô ổn rồi, nên là dùng hết tốc lực chạy về rồi để cố gắng xiên con quái. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời vào một cái gọi là initiative. Trong D&D thường combat mình sẽ đi theo phong cách là lần lượt, nên là mình sẽ xem là ai đi trước, ai đi sau. Thì cái initiative sẽ là cái để quyết định xem là trong một cái combat ai nhanh chân hơn.
Và con này cũng sẽ có initiative. Ui dồi, nó nhanh quá. Rồi sao? Rồi sao? Anh em bắt đầu tới câu chuyện. Chuyện vượt. Anh em chuẩn bị đồ sát nhá. Rồi, nó bay khoảng 30 feet về hướng này. Xong rồi nó quay nhìn về phía mọi người. Mọi người thấy là một trong những con mắt của nó sáng lên và bắn một cái tia leo lét xanh lá cây về phía Carol đứng đầu tiên. Carol lăn xoay một cái wisdom saving throw. Nhưng mà con mắt này nó nhìn xuyên vào tâm can của Carol. Anh ơi, nó là nằm ở phục mục wisdom saving throw thì nó nằm ở cái phía bên trên của các cái skills. Có một cái chữ là wisdom nhỏ nhỏ. Okay. Saving throw ấy, saving throw đấy. Okay. Với 7 wisdom saving throw, cái tia sáng xanh này nó bắn thẳng đến phía Carol và Carol đang quá tập trung vào nó, nên cái gần như là nhìn xuyên thấu tâm can và khiến cho Carol sợ hãi. Hiện tại về mặt cơ chế game, Carol không thể bước lại gần con này và tất cả những cái đòn đánh về phía con này sẽ bị disadvantage và bị bất lợi thế. Đến lượt của Drunkerman ở tít đằng sau. Chạy lên bắn một cái lightcrusher của nó được. Để người được. Kèo khỏi cống. Thì được. Mình rồi bắn. Drunkerman là đẩy mọi người ra viện. Ơi, dịch ra, dịch ra. Ok, 9. 9. Drunkerman vừa mới đẩy tất cả mọi người ra. Và len lên phía trước. Và vội vàng đặt cái crossbow bolt vào cái mũi tên và cái nỏ. Nhưng mà có vẻ là cái mũi tên này bắn trượt sang một bên. Nghe lại tiếng tõm rất nhẹ ở phía đằng xa. Nhưng nó rơi xuống cái mặt nước. Drunkerman vẫn chưa tỉnh rượu lắm. Nhìn lại thì hóa ra nãy mình ngắm vào một cái viên gạch ở bên tường chứ không phải con này. Cái viên gạch nó lồi ra. Rồi đến được. Carol. Hiện tại Carol đang bị sợ con này vì cái phép thuật của nó. Carol sau khi bị dính phép khiến cho bản thân cảm thấy sợ hãi liền rút dao sau và bắt đầu kiểu có hơi hiện tượng run rẩy. Carol trong một cái turn combat trong một cái lượt của mình thường sẽ có một là tốc chạy, di chuyển. Hai là hành động và cái thứ ba là hành động nhanh. Cái việc sợ hãi trong cơ chế game là chỉ không được tiến lại gần con này. Các cái thứ khác đều là mắm muối mình có thể thêm. Việc run rẩy cũng là mình có thể thêm vào. Và nhưng mà vẫn có thể làm một cái hành động gì đấy trong cái lượt của mình. Khi nếu mà muốn tấn công con này bằng vũ khí tầm xa thì sẽ bị bất lợi thế là lăn hai lần lấy cái thấp hơn. Hoặc là có thể là run về trốn. Hoặc là có thể là trốn. Hoặc là có thể là né. Trốn và nhờ khả năng của một rogue thì theo hướng assassin thì đang có là có khả năng ẩn thân, đang ẩn thân. Carol có thể lăn cho anh một cái stealth, kỹ năng stealth. Và có vẻ là trong cái việc mà sợ sệt này thì cũng khá là thần hồn nát thần tính và bước loạn choạng về phía sau của team. Nhưng mà có vẻ là cái con kia nó cũng không quá để ý đến Carol nữa. Đến Hải Nam bước thấy Drunkerman loạn choạng bước lên trước và dương nỏ, còn Carol thì lại bước về sau. Em sẽ sử dụng Ray of Frost để bắn con quái. Bắn đi. Bắn xuất sắc ở đâu? À đây. Vào cái spell không phải đúng không? Thì anh luôn chữ Ray of Frost ở giữa cái tờ thông số. À đây. Anh cách of spell đấy. Đây. Với cái đòn bắn này. Em có muốn miêu tả cái phép của mình trông như thế nào không? Cái Ray of Frost trông như thế nào? Em bắn ra một tia sáng băng giá màu xanh lạnh buốt đến phía con quái. Tia sáng bay một cách rất là nhanh và như thể đang muốn đóng băng cả cái đóng băng con quái lại. Tia sáng xanh, ánh sáng le lói ở trong cái đường ống cống này. Mình thấy cả Reinhardt và Drunkerman thấy là cái tia sáng này vẫn vụt qua vai của mình. Với những tiếng mà bắn vụt qua đầu, những cái tiếng mà kiểu các cái băng nó tan rã vừa khi bay và bắn trúng vào cái phần gáy của con này khi mà nó đang bay đi, con này ngã xuống. Phải bật động. Ông muốn đấy là chạy hay là bonus action, có gì dùng tiếng bonus action này. Vậy thì Hải Nam có muốn làm gì với bonus action của mình nữa không? Con quái này có vẻ là vừa mới ăn một cái tia băng giá vào gáy của nó. Và toàn thân nó có vẻ như là đóng băng và rơi xuống mặt cống, nước cống. Nó đã bị đóng băng rồi, có vẻ nó khá vô hại. Em sẽ tiến gần lại nó và dùng Shotsburg để đánh nó. Khi mà Hải Nam tiến gần lại con quái thì thấy hoàn toàn bất động rồi. Nhưng vẫn cứ dùng Shotsburg để chém thêm một phát cho chắc chắn. Dễ dắt dễ dàng, xiên nó. Carol bây giờ cũng đã chịu sự ảnh hưởng của cái phép thuật của nó và không còn sợ hãi nữa.
Ông công trở lại dần sự yên tĩnh vốn có của nó. Nói về cà rốt này, sao mặt cô trắng như lúa 2F vậy? Làm rượu cho phần chấn nào? Nào, Được nào chú, nên nhớ chúng ta đang đi đâu và làm gì. Bây giờ không phải lúc lúc để uống rượu đâu. rồi Recommend Sau vẫn đấy, tự uống đúng vẫn uống mình ngủ. sau đấy Carol bắt đầu trở lại bình thường và bắt đầu gần gần lại tiếp tục để đi lên đầu đoàn làm trinh sát. Đấy, thứ tự của mọi người là thế này. Giờ Hồng Thiên sẽ copy mọi người sang bằng cái bản đồ khác. Sau khi mình gặp cái con quái vật này, mọi người cũng đã cẩn thận hơn. Và trong những cái bước đi của mình, mọi người đã được chuyển sang một cái map mới. Thấy một cái đường dọc rất là nhỏ, đi thẳng lên. Carol đi trước thì nhìn thấy là phía trước mặt, xa xa, có vẻ như là một ngã rẽ. Mọi người có thể tự di chuyển cái tờ, cái hình của nhân vật mình, cái icon token của nhân vật mình. Em xin lỗi nhưng mà em đang bị lắc. Đó là làm một gì đấy của Roll 20 nó rất lắc. Người đang ở vị trí này. Tiếp tục tiến về phía trước đi. Mọi người có thể tự di chuyển kéo cái token của mình về phía trước, đúng như vì đang ngủ vừa di chuyển nhân vật Carol đó. Vì là ở trong quân đội Carol là một lính trinh sát nên Carol quyết định sẽ trinh sát và đi phía trước xem mọi thứ đang diễn ra như nào. Khi mà Carol tiến lên đến cái chỗ ngã rẽ ở đây, phía bên trái là hướng này, Carol nhìn thấy là có một cái bậc thềm không ở dưới mặt cống ẩm ướt. Lăn cho thêm một cái perception. Em bị lắc, em không thấy cái map đã là Em có nhân vật cái nào nhỉ? À, một số người không có dark vision, không có tầm nhìn buổi đêm. map rồi sợ À, rồi, rồi, rồi. rồi Reinhardt là người duy nhất không có thôi, cho cầm cái đuốc nhá. Có ai sợ cầm đuốc không? Hay là dắt tay ai đó? Hoặc là Carlos có thể cắt cái Dai Shi Rai cho mình hôm nay coi là thế. Thực ra thì Karos trong người đã có một chiếc đuốc và sau đấy đốt lên rồi đưa cho Reinhardt. Reinhardt, ok. Vậy để cho Reinhardt một ít. Khổ, không có đắc vision đi kỳ thị. Rồi Rồi, đây, Reinhardt đã có đèn. Để tụi nhờ cái bim mà không có đắc vision thì ngồi ngoài canh cửa đi, chúng tôi vào xử lý cho. Với cái khả năng mà nhìn nhận của Carol, Carol nghe thì một tiếng, hai tiếng ngáy nho nhỏ, một tiếng phát ra từ hướng này, tiếng phát ra từ Em xin lỗi nhưng mà map em cũng không lát được nên em không định hình được cái hướng. Có thể nhìn và ok, anh Hoàng lại stream thôi. map của em nó rất lạ, em không nhìn được. Thấy không? Cái map có một số chỗ chỉ nhìn được một số chỗ thôi, còn một số chỗ là có tường không nhìn qua được. Quen dần. Vì đang ngồi thử nhìn qua cái stream của Hoàng xem. Em nhìn được, em nhìn qua stream anh Hoàng được. Vậy thì để ping lại nhá. Ở đây là một cái chỗ mà không bị ướt, có thể đi lên được, và có vẻ như ở đây là một cái cửa, chỗ này là một cái cửa. Nhưng mà với cái perception của mình thì em cũng nghe được có tiếng ngáy phát ra từ đây, và có tiếng ngáy phát ra từ đây. Mà lúc mọi người đến là cũng đêm rồi, mặt trời tàn rồi, tầm hơi quá giờ ăn tối một chút. Sau đấy em quay lại với mọi người và nói về hai tiếng ngáy trước mặt với một giọng rất là bé, bởi vì có thể khi mà nói to quá sẽ ảnh hưởng đến và đánh thức hai thứ đang ngủ trước mắt lịch sự. Thiện sẽ tạm dừng một tí và có thể encourage là Mervin Huỳnh với cả Hải Nam tự cùng tương tác với mọi người hơn một chút, vì đây là game chúng ta nhập vai và tương tác với nhau. Ok. Các bạn này ấy. Đây thì cái tình huống này mọi người muốn xử lý tiếp như thế nào? Đấy là lựa chọn của mọi người. Anh chỉ đưa ra tình huống chứ anh không miêu tả hết tất cả mọi người làm gì. Bảo này hai ông này đã định hình nhân vật ông tính cách là kiểu như thế nào, sành động như thế đúng không? Em nghĩ là tình hình bây giờ chúng ta chưa có nhiều thông tin nên là em sẽ không hành động vội. Reinhardt nghĩ là tại vì anh ấy không có Dark Vision nên là tốt nhất là anh ấy chia lên đứng canh cửa và không làm gì hết. 15 phút trôi qua. Anh Cơmen thì vẫn tin được khả năng stealth mình làm, hay đứng ở ngoài và hay là Aiko bắt đầu đi kiểm tra xem tiếng ngáy ở đâu đi, đừng có để cho tôi. Ok. Việc gì để tay tôi mà. Dù sao tôi cũng là lính chính xác. Được thôi. Carol nghe thở dài bất lực rồi thì bắt đầu sử dụng khả năng ron vén của mình và tiến vào bên trong. Hai em có muốn đi theo không? Em nghĩ em sẽ đi theo Carol nếu có cái gì bất trắc. Vậy thì Carol và Hải Nam lăn stealth, có thể tự di chuyển tiệm mình cái icon, cái token của mình. Oh Nát một đầu tiên. Nát một. Thiện ơi, thiện ơi. Tay, vỗ tay, vỗ tay. Nước Carol đi nhìn này thấy. không đi lại được đâu. Rồi, đi nào. Carol rón rén bước về phía này. Nhìn vào, ngay chỗ này là ở giữa tường có một kẽ nứt trông như là một cái lỗ châu mai để bắn tên ra.
Carol ghé mắt nhìn vào. Với cái sự mà lén lút của mình thì Carol không bị phát hiện và thấy bên trong này với tiếng ngáy o o có một con goblin đang ngồi ghé tựa vào cái hộp bên cạnh mà ngủ. Hải Nam cũng làm tương tự, đến ở đây cũng có một cái lỗ châu mai, một kẽ nứt ở trên tường khác. Và đến đây khi mà Hải Nam ngó vào nhìn vẫn có cái tiếng ngáy nhưng mà nhìn mãi đang không thấy gì, đột nhiên ra một cái mặt ló ra ngay trước mặt của Hải Nam. Ngồi ngủ. Hải đi. Con này đang ngủ nhá. Con bên trên thì đang ngủ. Con bên dưới thì thức rồi. Có vẻ là có cái tiếng động gì đấy. Có cái gì đấy làm nó giật mình tỉnh dậy. Ốp ở đây này. Nát một là xảy ra tồi tệ nhất. Ông nghĩ tại sao trường hợp này thì tồi tệ nhất xảy ra. Con goblin này lập tức lấy cung vơ ra. Chạy một góc tường lấy cung. Đứng yên. Tao bắn đấy. Hải Nam hiện tại đang làm gì? Em sẽ cố gắng giữ im lặng để không đánh thức con kia dậy nốt. Tránh né thì không? Nó chỉ dọa thôi, nó chưa bắn nên là em chưa tránh. Bắn là không tránh được đâu. Mày là con nào? Mày là đứa nào? Đến đây làm gì? Tôi chỉ là một người đi lạc vào đây thôi. Lạc à? Tao cho mày 3 giây để cút xéo. Phản luôn. Phản vội. Phản về đâu tự gì chứ? Phản vội. Đây. Tự gì chứ? Carol cũng vừa nghe thấy hết tất cả cái này. Cái khu vực ở giữa là một cái tường nên là nó vẫn chưa nhìn thấy Carol ở bên kia cái tường. Đây là cái cột đấy. Thế nào? Lúc sau khi Hải Nam chạy rồi, lúc sau lại thấy nghe tiếng nó gọi với sao? Mày biến chưa? Em sẽ im lặng. Không trả lời, để cho nó nghĩ là mình biến rồi. Lúc này Đúc Cơn Man là che miệng cười khục khục. Ông im mồm đi. Carol thở dài bất lực trong sự im lặng. Ê, con goblin bên dưới bắt đầu cất giọng lên. Ê, thằng Tèo, mày đánh ngủ rồi hả? Ê, dậy đi mày, đừng để tao phải sang bên đấy, tát mày cái. Con goblin bên này đang ngủ tự nhiên. Nhưng mà xong rồi nó lại nghiêng đầu sang bên kia, dựa vào tường bên kia ngủ tiếp. Nghe thấy tiếng con bên dưới rồi. Bố tổ sơ. Lần nào canh với thằng này nó cũng phải làm hết việc. Carol có chút hơi giật mình, sau đấy xác nhận là đối phương ở chỗ mình đã ngủ rồi, bắt đầu từ từ tiến lại trước cửa của tên copy còn lại và rút dao chờ nếu ví dụ như mục tiêu có xuất hiện thì sẽ trừ khử ngay tại trận. Cái hiện tại để thiện di chuyển tính nhá, cái chỗ này nó rất là bé, nó là một cái kẽ nứt trên thường như là một cái lỗ châu mai để bắn tên ra thôi, thò tay vào cũng khó. Còn cái cửa thì nó ở đây, thiện di chuyển để cho nhìn cho dễ này, cái cửa nó ở đây hay là cái cửa. Dạ. Còn cái cửa này dẫn đi đâu thì vào mới biết. Drunkman và Reinhardt đứng đằng sau thì cũng thấy Hải Đam chạy lùi về sau đứng đó, và cũng nghe thấy hết những cái tiếng mà con goblin này nó chửi rủa. Reinhardt có vẻ tò mò về ngoại hình của con goblin nên là đi về phía trước, tại vì mình bị hầu như là bị bỏ nên không thấy được cái gì hết. Bị bỏ. Chắc chưa? Rồi, một cái bóng lực lưỡi bước đến ngay chỗ lỗ châu mai goblin này, xong rồi cái đầu của Reinhardt ngó xuống nhìn. Cái đồ ma thằng nào nữa đây? Lần này khi mà thấy cái thân to xác của Reinhardt thì con này giơ cung lên run nhưng mà sau cũng lập tức thả tay cầm tên ra luôn. Đó là cái mũi tên bay víu một cái. Để xem của chú không? Đan một phát trợ. Úi giời, 17, 7 đam. Có vẻ như là vừa Reinhardt vừa mình ngó xuống, nhưng mà may mắn thế nào con goblin này thả mũi tên ra bắn đúng vào cái chỗ giáp ở phần cổ mà nó vẫn phần bả vai chưa đầy đủ, có một cái chỗ kẽ hở, mũi tên xuyên vào đấy. Reinhardt hiện tại bị 7 đam, ăn 7 đam. Đầu đấy ăn mày nhỏ. Mày nó lắp bắp. Ê Tèo mày đâu rồi? Bắn nó, có thằng nó lên, nó dọa tao mày. Carol bên này thấy con này lại lật người lần nữa, xong rồi nói lảng nhảng, nói 5 phút nữa thì mọi người còn lại muốn phản ứng như thế nào?
Em chạy lên và dùng Royal Court vào cái khe nứt đấy. Bị việc đó luôn. Tại vì nó bên kia khe nứt, cái bên mọi người khá là khó bắn, nên là thôi được rồi, nát một không quan trọng. Không quan trọng. Em nhận ra, một điều đấy là em có mang short short mà. Em có mang vũ khí ấy nhưng mà không mang tên. Chưa. Anh sẽ cho là có tên. Hải Nam với cả Reinhardt đang đứng trước cái chỗ khe nứt đấy, bắn bùng phát vào cái phần giáp của Reinhardt, không gây đam. Reinhardt thấy hơi lạnh sống lưng một tí. Có hồn đến. Được rồi, con này thấy thế nó bắt đầu chạy chạy ngược vào trong. Mọi người thấy nó biến mất sau một cái cửa, nó la hét gì đấy bên trong. Ê, kẻ đối nhập bọn mày, kẻ đối nhập. Là cây cú la lên, mình cái nóc kia mình để nó lặp lại, ta sẽ đánh như tử. Mọi người nghe thấy những tiếng bước chân ở phía sau tường, nó hiện tại vẫn chưa thấy nghe thấy gì tiếp. Mọi người lại có thể tự di chuyển trên map. Một lần bước lên cái chỗ Bây giờ khô ráo, đấy là một cái cánh cửa có thể đi vào. lúc này là mọi người đang chưa biết đi lối nào đúng không? Hay là sẽ chỉ có một lối duy nhất là cái cửa thôi. Ở đây có một cái cửa ngay chỗ này, Reinhardt có muốn mở không? Ở ngay bên trái của Reinhardt có một cái cửa muốn mở không? Tôi nghĩ là nên vào đấy đập chết con quái luôn. Nào, đi. Rồi, đã mở cửa. Lúc này từ từ Dr. Man thấy không ổn cắt cái ai không mọi người đâu. Cái này quả 8 tiếng mà. Chắc là thoải mái Ed đấy. đấy hả? Cắt cho ba thằng thôi. Ba người còn lại đúng không? Ba người còn lại mỗi người tăng 5 máu và tăng cả cái thanh máu tối đa luôn. Vậy. Cả máu hiện tại và máu tối đa tăng 5. Có thể tự chỉnh vào trong cái tờ thông số nhân vật mình, cái số ở giữa và cái số ngay bên trên đó. Rồi hát thử hồn Bạn hát tự chỉnh máu của mình nhé. Nghe bọn này nghe không đủ. Tăng bao nhiêu ạ? 5. Ok. Caro, sau khi được tăng máu cảm giác thấy một cái gì đấy rất là tràn trề sức sống. Ủa, gần 25 chứ. Đồ tốt, đồ tốt. Mọi người có thể tự di chuyển tiếp. Gọi là mở. Mình thấy là bên này là một cái phòng đấy, rất nhiều rác rưởi. Cổng. Đi trước đi, hát được comment là chân ngắn với thật đi sau 25 mét rồi mình. Nào mọi người lùi lại, đây là nhiệm vụ một trinh sát nhớ chứ. Ok vậy. Harold quyết định sẽ đi vào căn phòng đang có khá nhiều rác kia để kiểm tra thử. Perception hoặc là investigation. Perception bộ. Hoặc investigation. Đấy là persuasion, đấy là thuyết À, phục. em xin lỗi. Perception. Perception là nhìn nhận, hoặc là investigation là điều tra. Với cái investigation của mình, trong phòng này có vẻ như là đồ rác thải của cái bọn ở trong cái hang ổ này, đồ ăn thừa, đồ bẩn, nước và có thể là có một số cái đồ rách, gối rách ở giường vứt ở đấy. Nhưng mà trong cái đống đồ nát, trong cái đống rác rưởi này, Carol cũng có nhận được có một cái bình gì đấy nó lẫn trong này. Có được nhận ra là bình potion of Oh. healing. Healing. Mà trong cái thời gian Carol tìm kiếm này, mọi người nghe thấy tiếng bước chân từ phía bắc có vẻ bắt đầu tiến lại phía mọi người. Mọi người vẫn nhớ là có một con goblin đã chạy đi, có vẻ như là cảnh báo. Mình đi. Men gì vậy? Nhầm 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 kéo lại cà rốt phản ứng kiểu gì đấy. Đang đi đập này đang. Mọi người tự di chuyển. Tôi tìm là cái gì này? Hình như là một cái potion. Ai muốn cầm không? Tôi thì không cần sử dụng nó. Đưa đây đi kiểm tra xem nào. Tốt đấy. Đây, cầm đi. Đưa đưa lọ potion appeal cho Drunkerman. In Reinhardt này đi nhấp nhổm. Đi không phải vừa không nhất thiết cứ phải lên rồi xuống đâu, nó không ảnh hưởng đến đâu mà nó có chuyện gì xảy ra anh sẽ bảo luôn. Cứ đi đi, không sao đâu. Mọi người xem tôi tìm thấy con gì này. Reinhardt nhận ra đây là cái con goblin đang ngủ lúc nãy mọi người thấy ở bên ngoài. Cái này là do tôi nãy bỏ sót để tôi. Caros rút thanh để em chút em cần tìm nó là thanh gì. Rapper của mình ra để chuẩn bị làm vài đường với con goblin đang ngủ kia. Chuẩn bị thế là bao giờ làm? Là bây giờ luôn này. Ok, làm đi. Lăn đam thôi, không cần lăn độ Yeah. chính xác. Là em lăn Cứ bấm vào đấy thôi. em đây. Em thấy ở giữa cái tờ thông số nhân vật có cái rapier đúng không? Chỉ vào nó đỏ. Cứ bấm vào thôi. Cứ bấm vào đi. Em đang em Ở giữa luôn, ngay bên dưới máu. Timber Thôi ăn tech and spell card đi. Dưới tí nữa thứ sẽ có gì short sword, rapier và dagger. à Rồi, bấm thêm cái sneak attack cho anh.
cái Snake Attack ở bên dưới một tí nữa và chỉ sang đến cái số rồi. Hưởng đam này, con Goblin đang ngáy o o, một rapier muốn tả muốn giết nó luôn như thế nào? Cô rút thanh kiếm và mỏng dẹt của mình ra, múa điêu phờ lo nhưng đừng kiếm điêu luyện chém chọc thẳng về phía trước của những bộ phận cực kỳ là trọng yếu như ngực cũng như là tứ chi của con Goblin. Xong cuối cùng kết thúc bằng một phát vào đầu. Rồi, liên hoàn kiếm đấy rồi. Nghe đã mang thế. Con Goblin bị chọc mấy chỗ ở tứ chi rồi vào cổ họng, máu chảy ra, ngã xuống khỏi cái ghế. Trong lúc này, Hải Nam và Reinhardt đã nghe thấy tiếng bước chân khá là nhẹ phát ra từ hướng này, nghe có vẻ như là có cái tiếng xì xào sầm gì đó. Mày đi đi mày, xem có cái gì đằng đấy, tao nghe có tiếng gì ấy, thằng có vẻ như tiếng thằng Tèo, không biết nó ngày o hay cái gì à. Thôi mày đi đi, học mày đi. Chạy đâu ấy. Ê, nào bình tĩnh, đây không phải nhiệm vụ của một Ê, nào bình tĩnh. Tôi nghĩ mọi người nên nấp đi. Carol bắt đầu đuổi theo Riot vì hả? Bọn mày là bọn nào? Người thấy một con Hobgoblin ngó ra, không ai di chuyển nữa. Vào cutscene, không ai di chuyển nữa. Vào cảnh rồi. Riot cũng muốn chạy đi, không lúc đấy là sao? Chạy đi hay là ở ngồi trong phòng? Riot. Yeah, tôi nghĩ là tôi sẽ thích chạy hơn. Riot này có thật là người bảo vệ đồng đội không vậy? Đồng đội ơi. Một con có vẻ Hobgoblin mặc áo giáp đầy mình bước lên. Ủa, có phải thằng tí nó đúng rồi, có bọn đột nhập, hôm nay sẵn sàng lên. Nó cũng bắt đầu rút ngay cái thanh đao từ lưng ra. Chúng ta vào lại combat, mọi người lan lại initiative. Hai anh em là người phản ứng đầu tiên trong lần combat này. Muốn gì? Vì nó mặc áo giáp nên em sẽ dùng Shocking Grass. Shocking Grass cũng phải chạy lại gần đấy, từ từ. Shocking Grass là đòn đánh cận chiến. Mặt với nó đấy, mà ông là muốn làm đấy không? Ông cũng muốn chạy lại đối mặt với tôi. Pin này để đấm nó. Chân lại, chân đi lại được. Rồi. Ông ấy là không ai chen vào chỗ đấy đâu, là cái cửa này là ông đứng một mình một chỗ thôi. Thế tôi chỉ như này. Tank chạy về sau, Wizard chạy lên trước. Đấu sư. Đó là lắm. Rồi, em muốn làm gì với di chuyển và hành động của mình? Ta cầm cái ai đổ xuống lên đấm nó. Có vẻ là nghe sau lưng thằng này có một vài tiếng bước chân nữa, cũng vài tiếng hét hét hỏng nữa. Một số hành động mà em có thể làm là dùng phép thuật của mình này. Cũng có thể dùng hành động chạy, hoặc là né, hoặc là trốn. Trốn thì phải ra khỏi tầm nhìn của nó. Em nghĩ em sẽ trốn. Trốn thì phải chạy ra chỗ nào mà nó không nhìn thấy đã, rồi mới trốn được. Có nghĩa là mình không thấy nó thì phải ra khỏi tầm nhìn, không nhìn thấy được nó nữa. Đây, nghĩ là khẽ núp sau Runger Man để núp sau Runger Man. Bắn cái phép gì trước khi chạy không? Vẫn được bắn xong rồi chạy vẫn thoải mái. Vẫn được bắn xong rồi chạy đúng không ạ? Đúng rồi. Chạy riêng, đúng rồi. Chạy bắn lúc nào cũng được. Bắn lúc nào xong cái việc di chuyển cũng được. Và ông chạy sang bên này là ông bị, sẽ bị lấp không bắn được, đúng không? Ông phải tính trước. Thậm chí là có thể chạy như thế này, bắn rồi chạy lại vào trong này cũng được. Thế di chuyển của mình có thể tách ra, không như thế là phải tính trước, mỗi cái một thứ. Chạy ra, đứng trước mặt đối thủ, sử dụng Ray of Frost bắn. Rồi. Xong rồi chạy về phía sau Drunken Man. Ui à, bọn nó đông lắm mày ơi, có mấy thằng lận, có một đứa pháp sư gì đấy, hình như chạy về bên trái mày. Nghe thấy tiếng lịch bịch gì đấy chặng sau, còn tiếng chân chạy. Thằng này bước lên. Thế nào, bọn mày có cái gì ở đây? Ui, nó sẽ tèo rồi. Thằng này bước ra đây, mạnh dạn đến bước giữa hai người luôn. Và nó cầm cái kiếm trên tay. Cầm một tay của nó là khiên, một tay nó là cái kiếm kiếm dài, nó chém vào phía Hải Nam, tại vì thấy thanh niên dwarf là mặc giáp kỹ cẩn quá. Khiên xiếc các kiểu đang chia lên. Đúng rồi, giáp từ đầu đến chân, còn Hải Nam là không có giáp gì, mục tiêu mỗi mảnh vải chứ. Chính xác là 22, ăn 2 đam. 2 đam, không đau lắm. Reinhardt nghe thấy tiếng chửi bới ở phía sau. Có tăng lên đánh không? Tại vì là thấy bóng dáng của con Goblin qua cái xe hở nên là liền chạy đến để ứng cứu cho đồng đội. Ui ôi, thằng này lại một thằng giáp từ đầu đến chân nữa bọn mày ơi.
Reinhardt cũng dùng hành động của mình để làm gì? Có một số Em nghĩ thứ như là là dùng phép hoặc dùng vũ khí. Muốn làm gì thì miêu tả cho anh. em sẽ cầm một cây búa của em và em đặt từ trên đầu nó đặt xuống. Ok, em có thể tìm cái hành động Battle Axe của em để anh chuyển cho thành cái Warhammer cho nó phù hợp. Em có thể hiện tại cứ dùng tạm cái Battle Axe đi. Nó ở giữa, bên dưới cái máu, bên dưới cái số 3. Bấm vào chữ Battle Axe One Handed. Em cầm có cầm khiên không ấy nhỉ? Hình như là không cầm khiên thì em có thể dùng hai tay để đập, nó sẽ tăng đam lên một tẹo. Rồi, không có gì. Ui dạ, miêu tả cái đòn búa trời giáng của Reinhardt thế nào, giết luôn thằng này. Reinhardt vung cái búa to to búa của mình và nhắm xuống một cái long trời lở đất. Cả cái sàn gạch chỗ này lõm xuống. Thằng này từ vai có vẻ là cột sống lưng nó gãy luôn, nó quỵ xuống ngay tại chỗ. Drunkerman. Chạy ra này, ngồi thủ ở đây. Mình được được kiểu ngồi chạy ra đây là lên đây đây được không? Chắc là bong này phát. Trúng, trúng. Mình bảo đảm. Đây, thiện phải vẽ lại chỗ này một tí. Đam bao nhiêu ấy nhỉ? Cái mày đúng không? Rồi, nhận 6 Sáu. Cái Accessibility này là cắt đến bản thân đúng không? Dùng cái gì? Sanctuary á? Được. Thì cắt phá lên bản thân đúng không? Được. Dùng bonus action đúng không? Rồi. Đúng rồi. Một turn có movement là di chuyển. Xong rồi action là đập và bonus action của Drunkman trong turn này là dùng Sanctuary là bản thân. Nhớ tự trừ spell slot nhé. Ok, rồi. Ừ. Có thể ấn vào cái spell Sanctuary cho em này, mọi người đều có thể nhìn thấy không? Và mình có cái để ok. DC 13. Lần đánh là con này phải đo về DC 13 nếu không là nó không đánh được. Ừ, ok. Gọi Có thể là thấy là ở đây có vẻ là một cái hầm đi sang bên kia và thấy bên kia có thêm một vài đối tượng nữa đang đứng. Mận thằng Bandit này, thằng ôi, thằng này đập cẳng đấy. Bộ mày lấy đi, tao 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 về sau tí. Nó dùng hành động chuồn và nó chạy về đằng sau. Carol. do vừa nhìn thấy con do nhìn thấy Drunkman chạy lên phía trước nên đã chạy ra ngay sát phía sau Drunkman để phòng trường hợp bị Drunkman bị đánh úp. Ủa, Lan lại initiative à? Không, đấy là Nam anh ạ. À, em bấm nhầm. Sao được, bỏ qua đi. Vâng, Ok. em sẽ lên chỗ Drunkman, sau đấy Vòng con thấy người đằng ngoài. sau có một vài người. Ông không đứng hai token đứng chồng nhau được không? Không thể kết thúc turn ở chồng nhau được, nhưng có thể đi qua người của đồng đội. Đến đây là hết tốc chạy nhé. Đến đây, chỗ này là đúng hết tốc chạy. Có thể dùng hành động chạy nhanh để đi thêm được 30 feet nữa. 6 ô nữa. Mà đứng đây vẫn đánh được không? Đúng. Không, tại vì tôi toàn vũ khí dẫn chiến thôi. Kiểu gì nếu Đấy, mà muốn đánh tôi hỏi phải thiện thôi. Hỏi thiện. Mà Carrot đứng đây có đánh không? À, Carol đừng đâu. Bạn đánh Đứng ai? ở đấy. Đánh mà đánh ở trước mặt tôi này. Thằng Document. Nếu mà Document ở đây thì thằng ở đây. Ví dụ nhé. Đánh được. Nếu mà có người đứng ngay ở ô này thì đánh cận chiến được. Nhưng mà sẽ bị vướng tầm. Và cái người bị đánh sẽ được cộng 2 giáp. Rõ ràng là có một thành hành động kiểu ông mà đứng ở đây là ông phải chắn luôn ở đây là qua thằng thành thằng tăng và thế dễ hiểu. Ok, tôi sẽ đứng đằng sau ông, chắc là không một hành động gì cả. Chỉ để phòng trường hợp ông bị úp thôi. Drunkman thấy một thằng có vẻ như là pháp sư chạy từ phía sau ra. Một mày ấy, ui giả để tao đọc cái sanctuary lại vậy. À, nói Spell chung English targeted what you là were to hang a harmful theo một cái quýt nếu mà dưới 13 là nó phải bỏ con sóng khác. spell. Ok. Tôi không biết cái này lát bao nhiêu lần, chịu được bao nhiêu lần. Nó làm văn wisdom. Đấy, nó đang niệm phép gì đấy. Nhưng Thì mà gọi là ánh ôi, sáng ôi, thằng này có cái gì ấy bọn mày ơi. Tao tao không đánh được. Hả? tôi muốn kể là nó là tự nhiên ánh sáng những cái mây đang rơi lên lóe lên. Úi dồi ôi, trói quá mày ơi. Che che tao che tao tí. Nhưng mà không biết cái sanctuary này lát được bao nhiêu phát nhỉ? Thủ được bao nhiêu lần? Hay một lần thôi. Cho đến khi nó kết thúc, cho đến Quá khi nhiều. Drunkman làm gì đấy mà hostile, cho đến Ok. khi Drunkman đánh một ai đấy khác. Hiểu rồi. Ừ. Drunkman lại thấy một cái con mà bay bay lửng lơ mắt ở đằng sau bước ra, bay ra, nó cũng làm một cái wisdom save, cái sanctuary. Nó cũng lải nhải gì đấy, không đánh được, lại bước về đằng sau. Hải Nam. Nam là muốn đi vòng lên đánh lại kia không? Mình đang còn chơi không? Mình cũng đi thôi. lại lại tiến lên Vậy đi qua tôi này. Đi qua tôi không được chồng lên nhau nhá. không được dừng ở chỗ chồng lên nhau. Đây vẫn chỉ đến nước đây này à, vẫn Mình đi vẫn lên qua kia lên nhưng nhau. mà Đi quá được lên nếu muốn.
Ông muốn sắp tình gác cũng đấm con Robin kia cho vui thì đấm đi. Đấm luôn nha. Anh đấm luôn nha. Ông có thể đứng lên để tôi bắt cầu, tôi lấy đam không ạ? À, để tôi đi lên đây. Tôi dùng sucking grab để đánh Goblin. Cái Goblin này, con Goblin này không, hiện tại không mặc giáp metal, không mặc giáp sắt nên là đánh bình thường. Đấm rồi. À rồi. Úi giời ơi, 8 đam. 8 đam. Đang bước đến. Bước ra từ sau Dragoman, hai tay bzz, cầm vào đầu con Goblin. Bzz, mắt nó lòi ra, đầu nó nổ. Chết luôn. Đấy. Đã chết. Rồi. Đến lượt con Hobgoblin. Reinhardt đứng đằng sau, đang nhìn con Hobgoblin này bị mình đập vào một phát từ đầu xuống lõm lên sàn. Reinhardt thấy rằng có thể là có cái gì đấy có cái gì đấy bầy nhầy nó chui ra từ mũi của con Hobgoblin này. Ew. Thấy không? Một cái trông như là cái óc, cái não nó chảy ra. Sau khi cái não này ra khỏi cái con này, nó mọc tay và mọc chân. Oh shit. Here we go again. Con này sẽ có initiative cũ của con Hobgoblin này. Được một cái câu hỏi là cũng... À. Ngay lập tức con này vừa mới chui, cái con não này vừa chui ra khỏi hốc mắt lên. Nhìn về phía Reinhardt, nó không có mắt mũi gì cả. Chỉ là một cái bộ não có tứ chi nhảy lên người Reinhardt. Có cái tần sóng gì đấy phóng ra từ nó đến phía Reinhardt. Cho anh một cái Intelligence Saving Throw. Reinhardt cho anh một cái Intelligence Saving Throw. Nếu nhìn stream tôi có thấy thế bằng ấy. Không phải Intelligence. Ông ơi, nhìn là nhìn stream tôi này. Không phải Intelligence biết cạnh. Thế là nhìn đâu? Một số Intelligence, cái chữ Intelligence bé hơn. Cái đấy là saving throw. Nó hơi khác một tí. Thôi là Reinhardt lập tức ăn 4 psychic damage là cái đam tâm lý. Và điểm Intelligence của Reinhardt bị trừ 1. Chuyện đây. Emotion. Reinhardt cảm thấy emotional damage. Và Reinhardt cảm thấy như là khi mà nói chuyện được thấy khó hơn một tí, các cái chữ nó khó ra hơn. Intelligence vì bị trừ 1 điểm. Nhớ ghi lại cái điểm cũ của mình nhé, để về sau mà có về lại điểm cũ thì nhớ. Hiện tại bị trừ 1. Drunker Man, Reinhardt có muốn nói gì với đồng đội không? Bởi vì có vẻ đồng đội đang tập trung ở bên trên hết rồi. Lo tiến trên trước nhà tôi lo cái con quái vật này đã. Ok, cô nếu cần giúp thì ở tôi tiếng tôi phì ngày. Document khúc này đang là cùng một lúc đi, coi là assume là thời gian cùng lúc của document đấy. Carrot xuống giúp nó đi. Ok, tôi hiểu rồi. Thôi, mấy hai em lo trên này được rồi. Rồi, tôi sẽ giúp. Đến lượt của Drunkerman. Drunkerman vừa đi rồi mà, đối với đến lượt tôi đúng không? Ừ. Drunkerman thì bắt đầu đi qua hai em. Bây giờ dọc qua sát con Robin đến đây, đi đâu ra từ. Đi qua đồng đội bị giảm thêm 5 kg đúng không? Đúng rồi. Hãy nằm đến đây đi, muốn bước qua cái cổng lạch đi đến đây lạc lè vẫn chết thì có tôi muốn, nhưng mà biết đánh là hết cái sang cơ đi đúng không? Đúng rồi. Thì tôi muốn thủ ở đây sơ khiên chắn được không? Được. Hành động sơ khiên chắn được không nhiều? Khi mà nó muốn bắn người đứng sau thì những người đứng sau được cộng 2 giáp. Thì bắt đầu sơ khiên chắn tăng lên để hai em đứng sau. Vì đường này đường nó chỉ đi một chiều rồi đúng không? Đúng rồi. Okay, hiểu rồi. Kết thúc rồi. Đang bandit đứng sau sẽ cố bắn thử vào Drunker Man. Qua rồi. Bắn, nhưng mà bắn trượt. Thằng bandit đứng trước. Cái sentry vẫn còn đúng không? Đúng rồi. Đấy. Khi nào dính đòn đứng thì mới hết đúng không? Theo luận, tôi hỏi một cái, hỏi đi về hết. Cái sentry là khi nào mình dính đòn mới hết đúng không? Đọc spell sentry đi. Nó có nói khi nào hết. If the warded creature makes an attack, cast a spell that affects an enemy creature or deals damage to another creature, this spell ends. Nếu cái sinh vật mà được bảo vệ bởi cái phép này dùng đánh một ai khác hoặc là dùng phép thuật lên một người khác hoặc là gây đam cho người khác thì cái phép này kết thúc. Phép này không có tác dụng với các phép diện rộng. Thằng này thì sẽ khôn hơn một tí, cố bắn thử Hải Nam đứng sau cũng trượt. Nó chạy về đây. Carol. Carol sau khi thấy đồng đội đang thấy Reinhardt đang dưới và bắt đầu chạy xuống chỗ Reinhardt. Cái ấy của em nó bị lỗi rồi, em không kéo nhân vật được xuống anh ấy. Rồi đây. Kéo cho được. Thấy không? Thấy rồi. Ok. Thấy con bé đi không? Yes, I see. Vừa chạy xuống thì đang hơi sốc bởi vì thứ quái vật mà Reinhardt đang phải chiến đấu nó chính xác là một bộ não.
và có thêm tay chân nên đang hơi hoảng loạn. Con này đang đang nhảy lên cổ bám vào tay của Reinhardt. Ê, Reinhardt, không nó có vẻ vô hại lắm đúng không? Nhưng mà hơi ghê. Tôi không nghĩ là nó vô hại bởi vì nhìn lên giống như nó đang xúc phạm càng tôi ngốc hơn nó. Vậy chắc là tôi để tôi giúp một tay nhỉ? Carol rút hai thanh kiếm ngắn của short sword của mình ra rồi. And... lăn cho anh hai cái lần kiếm ngắn. Em lại không thể. Somebody help me please. I can do anything in drone 20. Ok, anh lăn cho. 1, 2, trúng. Một lần được sneak attack vì có đồng đội đứng cạnh. Không thể cảm thấy là những cái đòn đánh vật lý vào con này có vẻ là không quá hiệu quả. Nhưng mà đam của Carol vẫn rất là to. Tổng cộng đây sẽ là được 17, cái đòn thứ hai không có dex thì sẽ là 22, gây được 11 đam cho nó. Hai phát kiếm ngắn xoẹt xoẹt. Gây được sát thương kha khá cho con này, chặt được hai cái chi của nó rồi, chỉ còn hai chân sau. Thằng pháp sư ở bên kia, đến lượt thằng pháp sư bên kia, nó bước lên, nó dùng chưởng magic missile bắn vào Hải Nam đứng đằng sau. Hải Nam nhận 12 đam, có ba cái tia sáng xuất hiện trong tay của cái thằng pháp sư này. Nó búng tay phát ba tia này như kiểu là bắn vòng qua đầu của Drunkman và đến chỗ Hải Nam. Tôi bảo là hỏi hiện đi, Magic Mister đã auto trúng không? Không gì cản được đúng không? Đúng rồi, trừ khi Hải Nam có phép shield để dùng reaction để cản lại thôi, chứ thực ra là cái này là auto trúng thì kể cắt được phép là trúng đúng không? Đúng rồi, Hải Nam có thể dùng shield. Cái shield thì nó bảo là sẽ cản được hết Magic Mister. Shield là cái nào nhỉ? Shield là cái nếu mà có phép đấy. Có cái detect magic được không? Không được. Detect là cảm nhận ma thuật. Không được, không. Thiên rồi. Chỉ có cái phép shield mới cản được cái này, không để nhận 12 đam. Ba cái tia này như kiểu như là mìn, như kiểu như là tên lửa mà nó tìm đúng cái chỗ, nó bay đến đúng chỗ, bay vòng qua đầu Drunken Man xong rồi bắn trúng đến Hải Nam. Khá là đi tìm, khá là tốt. Thằng này bước ra sau đến con cái con quái vật một mắt mà bay bay nãy mọi người nhìn thấy, nó sẽ thử wisdom save để đánh Drunken Man. Qua Drunken Man cho anh một cái dexterity saving throw, bắn một cái tia mà cũng là băng lạnh giá đến phía Drunken Man. Drunken Man nhận 10 đam lạnh đến lượt Hải Nam. Sau khi dính đòn, Hải Nam tiến lên và sử dụng cái gì bắn đi bắn magic missile. Bắn magic missile lại, ok, bắn nó lại luôn. Mày định mua gì có phát thợ à? Hiện tại chỉ thấy một con này nên là ta ghét được con đấy. Cả bé đấy, dùng level 2 luôn à? Level 2 luôn. Ok, bấm lại cái đấy bằng level 1 cho anh hai lần nữa. Cái này là em bắn ra được tổng cộng là 4 tia. Một tia là 3 đam, một tia 4 đam, một tia 5 đam, còn một tia nữa 5 đam. Em có thể chọn đối tượng cho tia này, nhưng mà hiện tại chỉ thấy đúng một người thôi nên là... dồn hết vào con đấy. Ok. Ngất luôn. Ngộp luôn. Ây da, nó cũng có phép đấy hả mày? Hải Nam có muốn làm gì nữa không? Em sẽ đứng núp sau Drunken Man thôi. Dùng chiêu đấy xong là trừ đi mấy điểm spell nhỉ? 1 điểm 2 đúng không? 2 dùng level 2. Trừ 1 một spell slot level 2. Hình như lúc nãy là anh skip qua turn của Reinhardt. Reinhardt lấy một turn đi. Lúc nãy anh skip nhầm mất. Tại hình như là Reinhardt chưa di chuyển phát nào. Chưa đánh. Reinhardt. Em nghĩ là em sẽ đi lên tới chỗ của Drunken Man và không đánh con kia. Không đánh con kia. Không phải bỏ phép. Carol ở dưới rồi. Khi mà di chuyển ra khỏi tầm cận chiến của một kẻ địch là kẻ địch đấy có thể đánh mình một phát. Ông có thể đi lại. Được rồi, thì cứ để giải thích như thế. Khi mà đi ra khỏi tầm cận chiến của kẻ địch là kẻ đấy có thể dùng phản ứng để đánh mình một phát. Đó, cận chiến. Vậy thì em nghĩ là em sẽ cast heroism lên Carol để chắn con quái vật đấy làm sợ cô ấy. Ok, bấm vào phép đấy. Mình có thể đập chết nó luôn. Đúng rồi, nó yếu lắm rồi. Tôi nhắc thì em mới chơi, tôi nhắc. Tôi nghĩ là với cái tướng to xác này tôi hay đập chúng nó được. Ông có thể, ông phải tin tưởng vào tôi. Tôi chỉ toán các option ông có thể chọn vì ông mới chơi. Yes. Sau thì tôi sẽ không nói nhiều thế đâu. Heroism là cái phép cho
Until the final creature is immune. Khi mà cast phép này lên ai, người đấy không sợ sệt và nhận được temporary hit point máu ảo bằng với điểm charisma của Reinhardt. Charisma của Reinhardt được cộng mấy? Em được cộng 10. Cộng điểm là cộng 0. Cộng 2. Cộng 0. Charisma. Là không cộng điểm. Rồi. Tại vì cái này là khi tạo nhân vật chưa biết, anh sẽ tạm thời cho nhân vật của em dùng wisdom để dùng phép. Em là cộng 2. Cái này là ngoại lệ vì người mới chưa biết chơi. Không vấn đề gì. Thường có thể nghĩ là Paladin dùng wisdom. Reinhardt là một... Có dùng nhưng mà không nhiều. Ừ. Carol, mỗi đầu turn sẽ được nhận 2 máu ảo. Không stack lên nhau, chỉ được 2 và mất thì mới được lại 2, chứ không phải thành 2, 4, 6 và không bị sợ. Good. Reinhardt sau khi dùng phép có di chuyển không? Nhớ là di chuyển vẫn bị nó đánh với. Em nghĩ là em sẽ vẫn đứng yên tại chỗ. Ok, rồi con này là đánh. Nó, Reinhardt cho một cái Intelligence Saving Throw tiếp. Nó lại hút não tiếp. Emotional damage. Emotional damage. Ui dồi, to đấy. Lần này là 7 dam psychic, 7 emotional dam và trừ 4 điểm intelligence. Nó hút được nhiều đảo phết. Biết trừ intelligence thế nào không em? Ok. Rồi, bây giờ lại đến lượt turn Reinhardt tiếp. Vừa nãy là cái turn bổ sung vì vòng trước là quên. Bây giờ đến turn của Reinhardt vòng này. Em nghĩ là em sẽ đặt hết niềm tin vào cái búa đang đập nó, đặt cho nó chết hẳn luôn. Đập đi em. Ui dồi, crit. Bong. Miêu tả em giết con não này như thế nào? Tại vì nó emotional damage em nên là em sẽ đập nó một cái bong. Reinhardt đang từ để tôi lo phía sau sao? Sau Reinhardt bây giờ thầy tôi đập. Còn não này bị dập nát bay, chỉ còn một ít bay nhảy dưới cái mặt búa ở trên mặt đất. Reinhardt có thể di chuyển. Thấy người đồng đội của mình phía trên cũng đang đánh nhau khá là căng, nhưng mà nhìn phía trước mặt có vẻ là có một bọn đang lấp ló ở sau tường chứ không ló mặt ra hẳn. Bọn nó có vẻ đánh tầm xa. Làm kết thúc được của mình. Drunker Man được rồi. Thì bắt đầu cắt hai phép hồi máu nhỉ, cái cu vua mà khi cắt dài trước. Sau một turn chỉ dùng được một phép có level thôi. Tại sao? Phép còn lại thì hoặc là dùng cái hành động khác không phải là phép, hoặc là dùng cantrip. Bây giờ uống cái lọ máu kia không? Uống lọ máu là tốn cái gì? Uống lọ máu là tốn action. Xong rồi cắt một cái action không? Một cái được. Không? Được. Ok, uống lọ máu đi. Uống lọ máu. Lọ máu là 2d4 cộng 2 máu. Gạch chéo R cách 2d4 cộng 2 đây. Copy paste đúng cái này, bỏ vào kép đi. Ok, nhấm. Bú binh. Gạch chéo R xem ạ. Và cộng 2. Okay, 6 máu. Cắt cho hai em cái xem là cái nào là 1d4 cộng với wisdom cộng 3 tại vì là life cleric, cộng thêm 3 nữa tại vì là life cleric có cái kỹ năng đấy. Là tổng là 8 cho ai? Cộng 8 máu đi. Cho ai? Cho hai em. Sau hai em, ok. Hai em được 8 máu và Drunker Man tự bú bình được 6 máu. Tiến lên phía trước, lại lạc lẻ tiến lên đây đi. Đó lại. Được. Ok, hai người đứng đó, bắt đầu lại đứng chắn chiên. Rồi. Ấy à, thằng này có phải châu chó đấy bọn mày? Biết đánh đâu hay đánh bọn đằng sau rồi? Cà rốt. Kiểu mày tao không biết. Tao sắp nghèo rồi. Rồi wisdom save để đánh Rocker Man. Không đánh được. Kéo mày tao chạy ấy. Chạy vào phòng tiếp theo. Mở cửa, chạy vào phòng tiếp theo. Carol. Carol quyết định đi theo, đi thẳng lên rồi tiếp sử dụng thêm hành động chạy nhanh để cố gắng đuổi lên vị trí của Drunk Man. Ok, giờ nào chạy sẽ được đến đây. Đến ngay sau lưng. Đến ngay sau lưng. Tính toán cả rồi. Tại vì Carol là rock nên là vừa dùng bonus action để chạy nhanh được, vẫn còn hành động chính của mình. Có tên gì bắn được đấy? Không ở có, đây, không bắn. Ở ngay đây có một cái con đang bay bay. Đây có cái con đang bay bay này đang đứng ở ngay cạnh, ở đằng sau cái tường. Và ở đây là một cái con trông vẻ là pháp sư. Em sẽ sử dụng cái rifle để chém vào con bay bay đang. Được, chém đi, bấm vào. Được, cộng thêm sneak attack nữa tại vì có đồng đội đứng cạnh. Bấm một cái sneak attack rồi. Sneak attack đùa. 7 đam. Con này cũng chết ngay tại chỗ. Rồi ngất. Bọn này. Gì đây? Giờ lật sách. Phép gì đây? Phép gì đây? Thế nào? Đây, có rồi. Nó sẽ bước lại gần Drunker Man Wisdom Save. 11 có qua không?
DC như 13 sao đúng không? Nếu mà bọn này vẫn thằng này là không nó vẫn chuyển được target. Đúng rồi. Đèo lại thì còn 13. 13 đúng rồi. Nên nó phải chuyển target sang Carol. Shocking Grass Carol. Trượt dí tay điện về phía Carol. Nhưng mà có vẻ là nấp sau cái tường và nấp sau phía Drunkman. Không trúng được. Hải Nam. Với không tới. Leo. Hải Nam phóng lên phía trước. Đường này ơi. Thế bạn ơi, sao đấy? Phóng lên phía trước. Mỗi đi qua một người đâu phải trừ đi 10 feet đấy. Cái này đi qua một người là khó chạy hơn. Nếu mà muốn dùng hành động chạy nhanh thì có thể qua được. Hành động chạy nhanh thì có thể qua được. Chạy thử. Đi đến đây. Đến đây vẫn chưa đánh được. Chưa đánh được. Chưa đánh được. Nên làm gì nhỉ? Dùng chạy nhanh chạy qua đi, yên tâm có bảo kê ở đó. Sao đâu, cái thằng này sâu mà. Chạy nhanh là cái nào? Acrobatic dash. À? Dash. Nhưng mà không phải ấn gì cả, bảo là chạy nhanh là được. Đấy là mất hành động của mình thôi. Đấy là lựa chọn của mình. Nhưng mà lên là em không được đánh nữa đúng không? Không đánh được nữa. Là Entune luôn. Chạy lên đây thôi. Ông đứng đấy mà hết lượt, cũng không làm gì cả, ông hiểu không? Đúng rồi, nhưng mà lên kia không làm gì cả mà còn bị đau đánh. Lên không đánh, đi, không đánh đâu, đánh rồi, không đánh đâu, cứ lên rồi, đi. Rồi, Reinhardt. Lên đi, lên. Rồi, Reinhardt. Chạy hết được. Em nghĩ là em sẽ xài Q lên chính bản thân mình. Ok, tự lăn. Ấn chữ Q Wound, ấn cái phép đấy, nó sẽ lăn cho mình. Em không thể xài bắn vài lần mấy lần mà nó không lăn. Em có phải chọn level không? Nó không hiện ra một nó hiện ra một cái pop-up nó hỏi chọn là vùng mấy sao. Nó không có hỏi. Ok. Được rồi. Lan anh tạm thời anh lan hộ đấy. 18 cộng 2. Em được 7 máu, mất một slot. Đấy là action, đấy là hành động của em, không thể di chuyển. Em lên đây và kết thúc lượt của mình. Ừ, ok. Drunker Man. Em vừa đánh vừa đúng không? Tính cái này giờ. Hỏi thì cái bullet này là lát bao nhiêu lâu? Blast này là 1 phút. Tùn sau đúng không? 1 phút là 10 turn. Được bao nhiêu turn? 10. Phát một cái blast lên 3 thằng kia đi. Khỏe. 3 người còn lại ok. Mình sẽ phải concentrate thôi phép đấy. 3 người còn lại sẽ được cộng 1 D4. Ở đây vẫn kịp được. Coi là đứng đây đi. Trong tầm nó vẫn kịp đi. Ok. Thằng Mandit đằng sau sẽ chạy ra ngó cái. Nó bắn. Ló ra. Bắn Hải Nam một cái. Document vẫn che kia được không? Che kia tốn nhiều. Nói chung là đứng trước mặt là được. Rồi, có vẻ là không có tác dụng mấy. Súng Hải Nam với 3 đam, nó chạy lại vào sau tường. Carol. Carol tiến ngay đến phía trước, nhìn thẳng vào tên pháp sư rồi rút hai thanh kiếm ngắn của mình ra, làm vài đường. Vài đường cơ bản. Có lăn được không hay để anh lăn hộ? Em lăn được. Hai phát đúng không anh? Đúng rồi. Phát thứ hai sẽ không được cộng dexterity vào đam. Phát 1 được cộng sneak attack. Tổng là 11. 11 chưa được. Được một cái đo 1D4 đồng muốn roi không? 1D4 là vào độ chính xác. Hai cái này đều chính xác rồi. Ok. Nó còn một máu. Cú là gì nữa không? Di chuyển đâu nữa không? Đấy là action và bonus action rồi. Em kết thúc. Em sẽ đứng đây để bảo kê đam cho Hải Áp. Ok. Rồi. Rồi. Bây giờ nó xả phép thôi. Tao chết. Mày cũng chết theo. Magic Missile. Level 2. Bảo Hải Đạo. 15 đao. Ngay trước mặt, 4 cái tia. May mà tôi tính đến heal rồi. May mà heal rồi đấy. Bọn anh nghĩ, nào chết là xong rồi. Còn anh em tao. Nhìn quay không thấy em nghe anh em nào cả. Em nào? Anh nghĩ tao chết là xong rồi. Đấy nào, chứ 15 đao đi. Chứ 15 đi, tí nữa tôi heal chứ. Tí cho anh em heal cho. Hấp hồi. Hải Nam, trong tên là gì? Đến về đại đấy. Anh đến Hải Nam luôn đấy. Hải Nam, rồi đúng không? Lại đến em à? Gầm nó luôn đi, giết nó luôn. Giết tức quá, phản đòn, ta phản đòn luôn. Tên khốn. Sải và Jack bị sải. Dùng... Bắn gần là bị... Ray of Frost. Từ từ, cái bản này. Bắn gần sẽ bị disadvantage. Khi mà đứng cạnh một kẻ địch để bắn thì sẽ bị bất lợi thế. Nghĩa là gần thì nên chưa đánh gần, còn xa thì đánh xa không? Đúng rồi. Thường như vậy. Nhưng cái Ray of Frost này dù có bất lợi thế thì lấy cái thấp hơn của 19 và 21 là 19 vẫn trúng rồi. Trúng đi. Giải quyết thế chứ anh. Boom. Tia Ray of Frost ngay giữa ngực của nó để vợ. Bình thường là chưa bắn xa nhưng mà lần này để tay ngay giữa ngực nó. Đã xuống. Sao mà lỡ được. Reinhardt. Em xài Q-Boom lên người của Hải Nam. Kêu là phép thai phép gần đi. Kêu là phép đứng gần.
sẽ phải đến cạnh của Đại Nam. Nói chung là đi được. Rồi anh cho đi. Đi được. Em sai 2. Rồi, lăn 1D8 cộng 2 gạch chéo R1D8 2 đây, thử lăn đi. Copy paste cái này không có ngoặc kép. Thanh máu của Hải Đam cứ lên xuống liên tục. Hết tơ chưa? À, kết thúc được. Ừ, Drunker Man. Nghe tiếng của một cái thằng ở đấy đằng sau cự đang tưởng. Chín máu sao Hải Đam? Chín ngon, hà mình bảo thân thoải mái rồi. Mẹ xem nào, đi đi. Ông chặn ngay cửa để nếu mà tôi có thể áp sát được đâm nó luôn đâu. Vẫn đi được, vẫn được đúng không? Thế là 10. Xem còn bao nhiêu đây. Đấy là 10. Okay. 10 này thì đó, chắn là đó. Ok, thank you. Thằng này... Ừ, mày. Một thằng Ram giáp sắt đẩy mình lạc lè bước đến mặt thầm hầm. Ừ, tao đánh mày. Không đánh được. Tại sao tao không tránh được. Người anh Ram lè lé sáng một cái chói mắt. Non, tà thuật. Nó chạy đi. Nó mở cửa. Mày. Thấy nó đi khuất rồi trong bằng tối. Carol. Em tính toán đường một chút. Nếu như bây giờ em mà từ góc này di chuyển ra cái cửa thì là tính theo đường như nào anh? Đi từng ô một, không đi được xuyên tường. Tức là em sẽ phải rẽ một đường chéo xuống chỗ của Drunker, xong rồi em mới đi qua em người Drunker. Em xin phép di chuyển một chút để em check ấy. Ừ, cứ tự di chuyển đi xong đếm từng ô một cũng được. Tổng sẽ là 6 ô. Rồi 3 ô rồi. Còn 3 ô nữa nhưng mà đi qua người Drunker Man thì mất 1 ô nên là còn 2 ô. À thế thôi. Em sẽ di chuyển ra sau để hỗ trợ Drunker Man xong kết thúc. Rồi, chiến lược chặn đường đồng đội lại tiếp tục. Đăng Nguyên Quang để bò hùng cục. Bò từng ô một, không vấn đề gì cả. Hải Nam và Reinhardt đứng đằng sau. Thấy từ mỗi thằng này lại bò ra một con não. Anh em phải đi. Quá sợ quá. Về tí. Ê, thằng nào, thằng này đánh kiểu đây, não bài tí. Hải Nam châu vào phát Intelligent Saving Throw. Quá được. Hải Nam Wizard chắc là quá. Wizard thì không qua được thì ghê. Nát một này. Intelligent Saving Throw 2 à? Không lăn đi, chưa em sẽ lăn. Cứ lăn đi. 12 là bấm vào cái nào? Đây nhá. Vừa rồi nhìn trên phim tôi này, thấy không? Thấy cái bàn càng nhỏ không? À, ok. Theo đi. Ui giời, đúng quá. Quả lâu hết đi. Quả lâu hơn. Bắn xong não không thầy? Nhìn đến Hải Nam. Não bé thì đấy thôi, não bé thì đấy thôi. Hải Nam có đấm đá gì nó không? Đấm lại luôn. À. Sọc cáp à? Đồng sập kinh quá. Ừ. Sáu đam. Rồi, có di chuyển đâu không? À, di chuyển đi. Nhớ là di chuyển ra khỏi phần cận chiến nó có thể đánh với. Ông di chuyển xung quanh người nó được. Hiểu không? Nhường đường cho Reinhardt. Rồi, mấy cái xác thì cứ vứt tạm ra chỗ khác, cho dễ nhìn map. Rồi, Reinhardt. À, lên và chuẩn bị kết liễu con não này. Ừ, kết liễu nào? Em bị lắc. Ui giời, cái liệu này không được rồi. À, được quay một lần nữa. Đang đập xuống đất. Bụi bắn lên. À, gạch nứt ra. Mà nhìn xuống con đấy nó nhảy sang một bên rồi. Được có một cái D4 mà. Lúc nãy cát cái ấy vẫn còn mà đúng không? Đúng không? Nan 1 sẽ là luôn luôn trượt. Bất kể nó là bao nhiêu. À, thằng này nan 1 thì chịu rồi. Quên mất. Không nhìn. Nan 1 thì chịu rồi. Nho. Nan 1 là nát. Nát. 3 phát rồi nhớ. 3 phát nan 1 rồi nhớ. Drunker Man. Anh về này, hai người mét ở đây đã. Okay. Ông tiến theo một tí nữa thì vui. Sao? Đập luôn. Chơi luôn. Cứ đập nó đã. Thang luôn. Ông pha nó đi xong tôi ra tôi hạ đập, tôi phụ đam cho yên tâm, không sao. Mà đứng đây thì ông không qua được. Em còn dash được không anh? Dash không dash qua được để địch được. Dash không đi qua được người kẻ địch. Tức là em bây giờ em có nhưng mà tầm em nếu em bây giờ em đi di chuyển từ đây đến ô còn này thì đi được đánh. Dùng đòn tấn xa được đánh cho cát lạng được còn hai slot phép nữa thoải mái. Ông tính gì không? Thằng này dính đòn chưa dính đòn đúng không? Thằng này dính đòn rồi cho một cái bình thường lai cốt bầu đã nhẹ nhàng. Rồi bắn xong là bị mất sanctuary nhá. Có cần điểm không? Rồi điểm không? Lăn đam đi, lăn đam. À rồi, đủ kết liệu rồi. Oh, damn. Biết bắn một cái là xuyên thẳng vào khoa khe vào cổ đó. Ừ. Drunker Man, sau khi thằng này ngã xuống, ra đây là một cái hầm nhìn được qua xuyên sang bên này. Nhưng mà tại vì cái map này nó hơi khó nhìn.
thì hiện tại thì sẽ cho Rockman là đi một vài bước nữa để nhìn qua bệnh viện di chuyển rồi. Xem là đi qua nhiều mét đến đây. Hiện tại thì đi được thêm một ô nữa thôi. 10 mét nữa, 20 mét nữa, đấy đúng không? 120. 20, còn một ô nữa, 25. 25 cũng ạ, quên mất thằng Rockman này, Trump 25. Đúng rồi. Thì Rockman thấy là phía bên kia có sông như thế này, di chuyển một vài ô để nhìn. Có vài cái não trước và ở đây có một cái con nào đấy, một con mắt, một mắt chính, bốn mắt phụ đang thè lưỡi ra, quấn lưỡi quanh người của cái người mà mọi người cần giải cứu. Đang nằm ở đây, nó đang nằm trên một cái tấm phản, con này thè lưỡi ra liếm. Bọn mày đến đúng vào giờ ăn tối cả ta. Dạ, Rockman vẫn đứng về hướng này, lệch về hướng này nhá, nhưng mà sẽ thấy là ở xung quanh nó có mấy cái con mắt bay bay nữa và có mấy con não. Okay, chuẩn bị xong lên. Rockman vẫn đứng chỗ cũ đi, chưa vào vội. Ừ, đúng rồi, Rockman vẫn đứng đây thôi, chỉ là đi ra kia để nhìn thấy. Coi là chưa biết map này. Nói thôi, coi chưa biết gì đi, đợi đồng đội. Vậy cái vẫn nhìn được, vẫn nhìn được. Đây là một cái đường đường hầm hoàn toàn thẳng, chỉ là do cái map là tại vì đây cái chỗ này là cái chỗ mọi người đi qua lúc nãy nên là phải làm map như thế để không nhìn được. Ok, coi là vậy đi. Vẫn nhìn thấy đó. Nó vẫn nhìn thấy. Carol. Lúc này chưa biết gì thì cứ chạy. Gọi với sang chỗ của Drunkman. Yo, chỗ đấy bên đồng chí sao rồi? Nếu mà không có gì thì tôi sẽ quay trở lại chỗ của Reinhardt với cả hai anh em để tôi check thử. Luật là chưa đến tu nên chưa nói gì cả, chưa thấy gì. Ông phải đợi phản ứng, hiểu không? Tôi chưa đến tu tôi không nói được. Ok. Do không có gì nên là sẽ quay trở lại vị trí của hai anh em và Reinhardt. Xong rồi em mới di chuyển thôi đúng không anh? Em vẫn còn thì em lại rút kiếm đôi ra lại. Do nhìn thấy con quái nên rút kiếm đôi và hợp cho hai kiếm. Lan hai phát, một phát có snake attack, phát thứ hai chưa rồi nhưng phát thứ nhất vẫn có snake attack 12. Con này giảm sát thương vật lý thì có 6 đam, vẫn sống. Lại một phần nữa lại chém vào các cái tứ chi của nó. Bây giờ nó hấp hối rồi, đến lượt của nó thì nó sẽ cố gắng hút não mọi người. Hút não ai? Hút não ai rồi? Hút não lúc nãy hút não Hải Nam không được, lăn một cái D4 lẻ là sẽ hút não Reinhardt, chẵn là hút não Carol. Rồi hút não Carol. Intelligence. Bắt đầu lăn thôi, bắt đầu lăn trước. Lăn trước đi là vừa. Intelligence. Lăn trước đi là vừa. Ui rồi, 8 emotional damage. Trừ đi được trừ đi 2 tại vì có cái máu ảo từ Reinhardt, thế tổng cộng là 6 đam và bị trừ 1 điểm intelligence. Nó hút intelligence đâu, intelligence giờ của em đang là 14 đấy, trừ xuống 13. Rồi Hải Nam thấy nó đang hút não bạn mình, bắn những cái tia emotional damage. Mày dám đánh bạn tao. Shocking crap. À quên mất, nhưng mà Carol vẫn được bless từ nãy nên là được cộng thêm một D4 vào cái kia, nên là kiểu gì cũng thành công cho hoàn lại máu với cái intelligence ấy, không bị trừ. Okay. Tại vì được bless. Okay. Bless được cộng một D4 cho vào cái intelligence save lúc nãy. Đúng rồi. Và cái attack roll này thì Hải Nam có thể lăn một cái D4 để xem một chúng actually lăn đi. Là như nào? Lăn thêm một D4 tại vì cái phép bless là cho được cái độ chính xác hơn khi đánh. Thêm cộng một D4 gạch chéo R một D4 viết như thế này, không có dấu ngoặc kép. Rồi và với thế con não này bị giật nổ tung. Vài cái tứ chi của nó vẫn còn đang giật giật dưới đất. Bucking sơn luôn. Right hot. Em không biết làm gì bây giờ nữa nên là chắc sẽ đi tới chỗ của Drunken Man. Chạy được không? Chạy đúng không? Rồi, chắc là chạy được. Chạy được đến đây luôn. Chạy được đến trước mặt của Drunken Man luôn. Và cũng thấy như thế này. Thấy như thế này. Con ở đây đang có vẻ như là liếm láp và chuẩn bị ăn thịt cái người mà mọi người định cứu. Đấy, thấy như vậy nhưng mà hiện tại đứng ở đây. Em anh ơi, cho em xin phép ngoài một lề một chút, em không biết là do em có night vision hay không, map của em bây giờ sáng hoàn toàn ấy ạ. Map nào? Map ở trong ấy của em bây giờ em có thể nhìn ở bất cứ nơi nào không cần có đồng đội. Dạ thật. Em chơi nhân vật nào ấy nhỉ? Em chơi Carol ấy. Một dark elf. Em không biết có phải là do night vision không. Thôi, không vấn đề gì. Cũng gần hết game rồi. Kệ đi, sửa sao. Ok.
Thế em cảm ơn. Không sao. Reinhardt vừa dùng action của mình để chạy rồi, Drunkerman. Ok, thì lại cắt lại Stunkery nhỉ. Lên người. Nhớ đếm số phép nhé. Còn một phép nữa thôi. Hay, okay. Hay một phép cuối. Còn đánh một phép nữa. Vẫn heal được một thằng nữa. Heal cho Reinhardt hoặc là... Như là một lần Century lúc đầu này, một lần Healing Wound, một lần Kill Wound. Đây là cái phép Century là cuối cùng đúng không? Level 1 cuối cùng. Kill Wound tôi không Kill Wound, Kill Wound là của thằng ấy, của thằng Reinhardt. Reinhardt dùng Kill Wound, tôi vẫn còn 4 phép là dùng 1 phép nữa. Mình cầm phép có 2 nữa đúng không? Okay. Phép có 2, còn okay. Phép có 2 nữa. Ok thì 25 này. 20 sẽ đến đây, 25 sẽ đến đây. 25 mình đi qua thằng Reinhardt thì chỉ được 20 thôi. À đúng rồi, để đợi. Đây, bắt đầu. Century bản thân. Hành động muốn làm gì không? Tôi chưa biết hành động gì xa quá. Có thể dùng hành động né. Né làm tất cả các đòn đánh để hướng đến mình bị disadvantage và các cái dexterity saving throw của mình được advantage. Quan sát ở đầu rồi khiến nó được tránh. Né gọi là đỡ đi. Né đỡ. Cho hợp, cho hợp. Đỡ, rồi. Carol. À. Bạn bè đi trước rồi có ai nói gì với Carol không? Không thấy ai nói gì nên chạy một phát từ chạy một mạch đến chỗ và có sử dụng dash. Rồi. Để đến được đây. Đến đúng hướng này có thể di chuyển đến đây. Ok. Sử dụng dash và di chuyển để bay ra ngay trước mặt của Riot và sau lưng của Drunkerman. Cũng thấy được cái này nên di chuyển một cái để cho nhìn thấy. Thực ra em nhìn thấy mà anh. Ok. Xem lại spell của em xem có gì dùng được không. Cứ đi chuyển trước đi. Ông đừng để không làm gì đâu. Đi chuyển trước đi. 120 feet. Nhưng mà ông không nhìn thấy. À, cũng đúng. Em phải nhìn thấy bắn được. Ok. Rất là nhìn thấy mà. Nhìn thấy. Chỉ tại là cái map nên nhìn không thấy thôi. Hai em đã di chuyển đâu? Em đó là Carol mà. Đây là Carol mà. Carol đi đát từ Carol Rock thì vẫn đàn vấn được. Anh đợi em chút em đo cái từ được. Xa lắm. Thoải mái, vẫn cả map không lo. Cho mình bắt không cần tính. Dancing light là tạo ánh sáng thôi. Tạo ánh sáng thôi, hiểu không? Có cái fairify là ám ánh sáng vào người nó để khi mà đánh nó thì được advantage, được lợi thế. Thấy cái phép verify ở bên dưới không? Em thấy rồi. Bấm một phép đấy đi, cho nhìn thấy mọi người đều đọc được. 60 feet là vừa đủ luôn. Cái này là chọn một cái vùng mà hình gì nhỉ? Lục lăng, không phải lục lăng. Hình vuông. Cube. Hình vuông, được. Hình hộp, đúng rồi, 20x20. Damn. 4, trên cái bản đồ thì đã 4x4. Bọn trong đấy sẽ phải lăn dexterity saving throw. Không để bị phát sáng lên và khi đánh nó sẽ được advantage, có lợi thế. Em sẽ dùng phép này và bắn thẳng vào con váy, tức là em sẽ bắn vào đây. Con đằng sau nữa. Em bắn vào đúng đây ô này luôn. Đây, thì em sẽ được một cái vùng như thế này, 4x4, đây là 3x4. Ba con này sẽ phải lăn dexterity saving throw. Nên này, độ khó của em là 9. Cả ba con đều qua. Con to là gì em? Con to lăn được 9. Sao thấy cái phép nó phế thì nhỉ? Không, vì nó lăn qua thôi, con nào đánh xe thì vẫn dính. Cái phép này nó dựa vào điểm charisma của em. Điểm charisma của em thấp. Thời xấu thì phải chịu. Không sao cả. Không sao? Không sao cả. Con này, một mắt chính và bốn mắt phụ. Nó bắt đầu bay lên. Nó nhìn. Rồi, bọn mày sẽ là bữa ăn phụ cho ta. Để làm đợi đi. Nó sẽ làm cái wisdom saving throw để đánh Drunkerman. Không qua, nó sẽ bắn về đằng sau chỗ Carol. Carol lăn cái Constitution Saving Throw. Constitution. Cộng 1d4 vì có Bless. Constitution. Qua rồi. Ăn 7 dam necrotic thôi. Ăn một nửa dam. Bắn một cái tia, một tím. Cái tia đấy bắn qua vai của Drunkerman, mùi khét lẹt. Carol đã né được rồi, nhưng mà một phần của nó vẫn là cháy xẹ bên vai. Tôi ổn. Con não này sẽ bước đến giữa Drunkerman. Lăn một cái Wisdom Save để đánh Drunkerman. 11 là không qua, nó không đánh được. Con não trên này chết rồi. Xóa. Hải Nam chạy. Hải Nam phải chạy rồi. Di chuyển. Dùng cái dash. Rồi, sẽ đi đến đường. Đến đây là 40. Đây rất nhiều đồng đội đường. Đã vui rồi, đến được đây thôi. Đồng đội đứng nhiều quá. Nhưng mà vẫn bán được không? Bán thẳng vẫn bán được không? Vẫn được. Vẫn dùng dash rồi. Nhưng mà dash xong rồi. Đến đấy xem tình hình thôi. Đấy, sẽ thấy như thế này. Anh có thể di chuyển để thấy. Đó, rất nhiều con quái vật. Đây có vẻ là nhiều con quái vật chính.
con mắt bé ở đây sẽ bay đến xem là bắn được ai nào. Con này sẽ bắn thử vào Drunken Man. Đồng đội dính hết. Chưa qua. Để đồng đội dính hết thì vẫn được. Rồi bắn đồng đội. Đồng đội ăn rồi. Đây toàn bộ đánh xa, đây là bắn qua được. Carol lăn một... Ôi dồi ôi. Carol lăn một cái Dexterity Saving Throw. Ôi dồi ôi. Ui dạ, rồi tránh được cái tia băng của nó. Con này bắt đầu lại thử Wisdom save của đánh nữa. Drunken Man, con này không thèm đánh Drunken Man luôn, nó bắn luôn đằng sau. Emotional damage quá. Hải đeo cho một cái deck save cộng 2, tại vì có nhiều người đứng trước mặt. Hải đeo cho một cái deck save cộng 1d4 và cộng 2. Là qua, là không qua đấy. Cộng 1 đồng. Là gì nào? Lăn một cái Dexterity Saving Throw. Lăn gì rồi, cộng sao cộng anh. À rồi, cộng rất nhiều qua rồi. Con này đứng nép ra một bên. Đây đây. Con này thì không, con này melee không có lựa chọn rồi. Phải with save để đánh Drunken Man. Một con đứng trước mặt à? Hai con này vì nó bé tí nên nó đứng cạnh nhau được. Mình có thể lách qua người nó không? Không được rồi. Có thể, lách được. Lách qua đi còn mở đường cho đồng đội lên. Ok, thì rồi hát đâu phải đánh trước, mình đi trước mà đúng không? Hay là tôi chơi hơn? Đây. Không đi trước, không đi trước. Không qua, rồi đứng yên. Reinhardt. Hai người cùng tương tôi đi trước đâu? Thôi cho thằng đá. Rồi, đây bây giờ tại vì có cả Reinhardt, Drunken Man và Carol gần tơn nhau, cho mọi người tự cho ai đi trước đi. Cho Drunken Man đi trước đi để tại vì bây giờ đang kẹt đường. Giải phóng. Yes. Giải phóng được. Chúng ta cần giải phóng cho Drunken Man ra trước rồi chúng ta mới xả lam được. Ok, vẫn còn một cái ai level top level 2 thì cho một cái ai như bọn này. Cộng 5 máu cho bọn này yếu quá. Cái S này là cộng, hiện tại chỉ được cộng máu thường thôi, không được cộng trùng cái máu maximum nữa, cái thanh máu chính nữa. Vì bọn này mỗi thằng dưới 5 máu rồi mà. Thằng Carrot vừa bị trừ 7 máu đúng không? Chưa hiện mà. Trừ 7 máu xong có ảo nữa là nên chỉ mất 5 máu thôi. Trừ 5, ok. Thế là cộng 5 là đủ, vừa đủ luôn rồi, vừa sinh. Ok, mình rồi. Này, đây đây, Reinhardt là lên 30 này, còn Hải Nam là lên 25. Lại đứng ở đây. Rồi, đứng đấy đúng không? Rồi, Reinhardt đi, hoặc là Carol, tùy. Carol đứng trước đi, trước đi. Rồi, nói chung là đi lên được đến đây. Em đi lên tới đây và... Có hai con não đứng trước mặt, đứng giữa mình và Drunken Man. Xài cái búa mình để đập con mình trái nhé. Rồi, nào đi. Bọn em nó đang load cái character sheet. Cái character sheet của em nó không load được. Anh lăn rồi vậy. Đây. 9 là trượt. Đập sang, nhưng mà hai con này nó bò lên tường hai bên. Còn Blast đâu? Mày hết rồi. À còn Blast lăn ở đấy, lăn ở đấy. Cộng 1d4. Rồi, thiện lăn rồi. 1d4. Lăn trở nhanh. Không trúng. Carol. Carol áp sát ngay ra sau người của Red Hat, sau rồi tiếp tục lại sử dụng hai con dạng. Em có đánh được 3 mục tiêu ngay hay chỉ được 1 mục tiêu thôi? Em dùng 2 cái số. Hiện tại là em không đủ gần để đánh bọn này. Phải thêm một ô nữa mới đứng được mà. Thêm một ô nữa thì Red Hat đang đứng rồi. Ông có trực kiểm tra là bắn được không? Ừ, không. Làm sao? Kiểm tra xem có không, có vũ khí tầm xa nào luôn. Có trực kiểm tra bắn được thì không. Ném được cái dao. Yes. Thế em sẽ ném một là mất nhờ. Không dao. Tôi còn Rebel. Có hai con dao. Okay. Yeah. Em sẽ ném đi một con. Rồi. Ném con nào? Cái phải. Vào con bên phải. Okay. Rồi, cứ lăn cái dagger như bình thường, có sneak attack. Dagger. Ném kiếm đấy, ông ném này ném kiếm đấy. Muốn ném kiếm hay ném dao? Ném luôn kiếm anh ạ. Rồi, trò. Ông chạy ra nhặt lại một action. Thêm sneak attack được. 12 rồi, mất 6 máu. Thiệt thiệt này, sao mình nhặt chạy ra nhặt được một action đúng không? Nhặt mất một interaction. Cái đấy thường là free action. Rồi, tí nữa chạy rồi. Ra lượng được. Okay. Cả lũ đi rồi. Rồi đến con boss. Rồi, cũng lại nhìn mọi người. Nào sẽ ăn đứa nào chết đây. Phải Wisdom save bình thường sẽ còn đánh được Drunken Man được. Qua đây, qua rồi. Chết rồi. Rồi. Con save. Rồi, lần Constitution đúng không? Ừ, Constitution save. Ăn 11 đam. À đâu, 13 đam. 13 đam bên trên. Sống cũng sao. Lăn cho em một cái Constitution Saving Throw nữa. Cái này là Concentration vào Spell. Để tập trung vào cái phép đang giữ. Đàn này đúng không? Rồi, nó sẽ dùng một cái Fear Ray vào
Reinhardt. Mắt nó bây giờ kiểu nó cũng thành một cái vòng xoáy thôi miên. Reinhardt lan một cái wisdom saving throw. 11 đúng không? Kệ thiện đúng không? 11 đúng không? Đúng, chương 13, lan ra 13, số 13 trên đầu. Ui giời, wisdom save. Reinhardt với kinh nghiệm chiến đấu của mình không hề sợ sệt. Nhưng mà bây giờ đến hai con não và nó nhận ra cái sự mất não của Reinhardt từ nãy trước đến giờ. Lần anh cho em hỏi là nếu mà intelligence mình xuống không thì mình có bị gì không? Đó, cứ lan đi rồi em sẽ biết. Cứ lan đi sẽ biết đúng không? Yes. Caveman mode on. Lan đi, ăn chưa? If ngay ở đây có ghi này, if that score is reduced to zero in this way, the target is stunned. Mình xuống không là bị stun. Vẫn còn mà đấy của D4 đấy không lo. Được. Cậu D4 có thể được lên 12. Có thể là D4. Cầu nguyện với cửa đi. Cầu nguyện đi. Nhớ spell chưa, nhớ lệnh chưa, đánh đi. Gạch chéo R cách một D4. À em đang thần dice. Thần dice. Thôi sao. 9 emotional damage và mất 3 intelligence. Wow, em còn Kevin mode. Lan cho anh một cái Constitution Saving Throw để giữ cái phép heroism lệ trên người Carol. Độ khó là 10 rồi, giữ được. Hải Nam, thấy bạn mình đang bị bắn rất nhiều loại tia vào người. Bắn rất nhiều loại. Bây giờ em bắn được cái con boss được không? Được. Bắn bằng cái gì? Xem bao nhiêu, có 120. Rồi, được. Ngon, chơi, bắn luôn. Bắn luôn. Bắn gì? Đâu nhờ. Magic Missile. Rồi, level mấy? Bán đi. Hai lần nữa. Hai tiền nữa. Tám này, 10 tiền. Rồi, 11. Mày à, bữa ấy, tao sẽ đánh mày. Đấy, miếng đứa con của ta, sông lên, lao về phía sau đánh, bắn về phía sau kia kìa. Hai anh em cho một cái deck safe. Hai cái deck safe luôn. Đây. Nha. Deck cộng 2 cộng 1 D4 cũng không qua được đâu. Một cái deck safe nữa. À, cái này là qua. Ăn 10 dam, 10 dam lạnh. 10 dam, 15. Rồi. Lạnh quá. Rồi. Có ai bảo vệ, có ai bảo vệ được Reinhardt không? Lại bị hút não tiếp đây. Mất não luôn. Không ai cứu được. Đến chết thì thôi. Mất não. Intel safe. Nát 20 này mới trừ 4. Giữ não. Right not. Con bên phải ít máu hơn. Em sẽ đánh con bên phải. Rồi. Cộng 1 D4. Đủ trúng. Rồi. Gần chết. Drunk man. Không làm được gì nhiều thì heal wound. Cua. Action. Để dùng phép level 1 nữa, thì dùng phép cuối, 9 máu. Bản thân đúng không? Đúng rồi, bản thân. 5 máu. Cộng 3 máu nữa. Cộng 3 máu nữa tại Life Cleric. Để bước kéo sang đây được. Vẫn khi chưa bị đè đánh. Kéo sang rồi, không. Được, Carol. Cộng 10 máu nha, 9 máu. 12, 12. Anh ơi, cho em hỏi một chút là ví dụ em đi qua ô của đây, thì em có nhặt được luôn cái kiếm mà em nuổi em được, ném đi được, không? Được. Nhưng mà đang bị con quái đứng chắn đúng không? Không, hai con quái đấy bé tí nên bước qua được. Chạy qua nhặt được. Bước đến đây là vừa đủ hết tốc chạy. Được. Em không còn dash nữa đúng không anh? Không. Vẫn không có thể nếu muốn. Không cần dash. Nhưng mà ông dắt qua đây là con quái. Đi được đến đây. Tôi định làm một trò rất điên. Sâu. Rồi. Tôi carry. Rồi. Mời. Cho gì? Chạy đến thả con boss à? Chơi luôn. Tôi không hồi được máu đâu đấy. Thì nói trước. Không sao. Tôi cùng lắm tôi chết. Tôi gây được bao nhiêu sát thương nhiều nhất có thể thôi. Ông chạy qua đây. Để lại nghe tôi bốc không? Nó sẽ phải 3 con trở nhất ông đấy. Ông sẽ ăn đam của 3 con. Tôi nói trước. Tôi biết. Ông có thể chết trước khi đến. Chạy né con đi rồi. Có thể dùng hành động để disengage và dùng bonus action để dash được. Nhưng mà đến sẽ không làm được gì nữa. Hoặc là chỉ dash thôi, không disengage thì có thể bị nó táp trên đường đi. Ông có thể. Chưa đến nơi ông bị táp chết rồi. Đáng suy nghĩ. Đáng cân nhắc. Tăng anh em tăng từ từ lên này. Zolo. Vậy em sẽ lòng dòng thì bước. Nữa mà quay lại và bám vào đầu của con quái bên trái bằng hai kiếm em vừa nhặt lại được. Con bên phải ít máu hơn nhá. Không như em okay, ít máu hơn bên trái. Rồi, đánh bên trái rồi.
có thể lăn một D4 cho cái hit trước. Có, em lăn một D4. Ừ. Em biết lại. Lăn thêm sneak attack 9 cộng 6, 15 cộng sneak này đi. 15 cộng 6, 21. Rồi, nó chưa chết. Châu đi. Nó kháng đam vật lý. Em bây giờ nó còn khoảng bao nhiêu máu? À, nó còn khoảng 1/3 bình. Mỗi đứa một chém. Mỗi đứa một chém. Em nghĩ kết thúc rồi. Con boss. Sao mặt nạo rồi? Sao nó làm được gì đâu? Nó sẽ cố giết rồi healer. Rồi healer mà giết bây giờ là muộn rồi, vô dụng rồi. Nó không biết. Nó giết rồi. Còn save Caro thì cái này vẫn có cái còn cái đi vẫn còn gì à, thằng Doctorman này bắn thằng này bắn này à, bắn Doctorman thì vẫn còn cái Sakuri đúng không? Chưa à, vẫn còn đúng không? Vẫn dính. Bắn một phát paralyzing ray vào Caro. Caro cho một cái concept, hai người cùng mình xoay đúng không, vẫn được một cái D4 đúng không? Concept Doctorman không có D4 à, đúng rồi, nhưng mà phải là Drunkerman ăn 13 đam. Lúc nãy Drunkerman trước khi hồi máu là có bao nhiêu? Được cộng 12 cơ mà, không phải lên chỉ 12 đâu. À, lúc nãy là còn 5, 12 là... 17. Right. Bị lát, buồn chứ. Sống khỏe. Không được, yên tâm. Sống khỏe. Không vấn đề gì. 17 chỉ... Rồi, quan trọng này. Hút não Reinhardt. Cảm giác như não không còn chó ngon gian nãy. Rồi hết não đâu. Phát này chúng là em hết não rồi. Còn não đâu mà hút. Rồi đi. Thôi sao. Hết não. Não bằng không. Bị stun. Rồi thằng này đứng. Hải đem. Mặt nguyệt ra đúng chưa đời. Lại bắn cái boss tia. Lại bắn cái boss. Còn one step. Check spell slot đi. Spell slot còn 3 cái thôi. Trưởng nào mạnh mạnh ý, đọc thử nào mạnh mạnh tí. Trưởng đấy mạnh nhất rồi, bây giờ đứng đây chỉ có trưởng đấy thôi. Ông có thể chạy qua mà. Ông chạy lên đi. Ông toàn mấy trưởng còn lại toàn trưởng gần. Trưởng là bao nhiêu feet? Một trưởng 10 feet, một trưởng này bao nhiêu nhỉ? Cùng xem tất cả spell của ông ấy. 15, ông 10, 15. Ông chạy lên đây đi. Tất cả spell này. Ông chạy lên đây đi, chạy lên đây chưa? Không. Có một cái 30 với một cái 15, hai cái 15. Đây là 60. Nhưng mà đam vẫn không to bằng cái này. Ông có thể chạy lên đến chỗ gần bọn thằng Reinhardt. Yes, ông có thể chạy ra sau lưng Reinhardt. Chỗ tôi vừa chạy lên sau lưng Reinhardt đi, xong bật. Giờ Hải đem cho một cái history hoặc là arcana. Là rơi một cái. Chắc phải cao hơn thì quay. Cao hơn quay. History hoặc là arcana. Cái này. History. Hoặc rồi. Arcana. Rồi em không biết gì cả, tiếp tục đi. Oh, được bất giả, không biết gì. Không biết gì, đi tiếp tục đi, không có đề gì. Không biết gì. Không sao. Biết nhiều lại bảo mày biết quá nhiều. Lăn hai lần nữa, làm bao nhiêu đam? Piu, đam bé. Piu. Rồi. 6, 8 đam. Rồi, nó có vẻ là bắt đầu máu me rồi, còn boss. Ngộp rồi. Sắp ngộp rồi. Hai con này, nghe lệnh của con boss từ nãy vẫn đánh đứa đằng sau. Hai phát deck save à? Hải Nam, hai phát deck save. À, đây cả. Qua. Cái nữa đúng không? Đúng rồi. Ngon, qua. Qua. Bây giờ mới là cái chết người này. Rồi hát không làm gì được. Không, từ. Con này trước. Con này, anh nhầm tên. Người thấy Caro và cả Caro, cả Drunkerman và Hải Nam thấy. Khi mà Reinhardt bị stun rồi, con này nó bò lên người Reinhardt. Nó chui vào mũi Reinhardt. Hồi xong rồi anh em cũng điều khiển người rồi. Con này đang điều khiển người Reinhardt. Này biết quá nhiều. Đấy, anh cho Hải đem một cơ hội lăn Arcana để xem có biết được cái này không. anh suy đúng lúc 12 giờ đêm đấy. Bạn đừng lo, tôi cứu bạn. Rồi, Reinhardt, anh xin phép anh dùng tờ thông số của em. Thì ba. Reinhardt bước đến bước dịch lại chỗ Hải đem. Bạn làm gì tôi? Mắt đờ đẫn, cầm búa hai tay, boom. Yeah. Mày nằm thao. 15 có trúng trúng Hải Nam rồi. 13. Mất 13 máu. Hải Nam lúc đấy bao nhiêu máu? 15. Ngộp rồi. Oh. Đi rồi mà cũng vẫn chết. Anh Drunkerman. Bây giờ anh cứu tôi.
Đăng comment là hết phép rồi nhá. Đã hết phép để đăng không biết làm gì đây. Trước này thì mấy chuyện điều đập bọn này thôi chứ làm gì. Chắc chắn. Anh em nghĩ là nên làm gì? Có phép thanh tẩy thì may ra, nhưng mà đội hình nghe có vẻ. Không, tôi hết phép rồi. Tôi nhìn tôi đi, có cái phép nào, có cái đam nào không? Look at me. Đây, còn bot gần chết chưa? Còn bot gần chết. Chắc bắn được phép phát nữa ở trên này. Ý nó phải hai phát nữa mới chết. Hai phát nữa mới chết. Bắn điều gần bot đi. Hoặc là đam một phát phải rất to phải chết. Grid này còn này phải grid này. Lỡ là dùng hết phép hồi máu cho người. Wait, tôi làm được. Từ từ. Làm được. Tôi sẽ bắn một cái vào mặt đó nhá. Bắn gì? Bắn một cái vẫn còn cái crossbow. Rồi. Bây giờ tôi chuẩn bị chơi kèo hy sinh. Cần cố men làm chơi đi. Chú. Được. Bao nhiêu đam lan đam đúng không? Lan đam. Cũng được rồi. Ông muốn chạy gần đất xa chơi hơn tí nữa. Rodman có di chuyển đâu không? Ông Carlos này chạy chéo này, xong rồi ông chạy xuống được, chạy chéo ra đây. Không, thực ra là một phát là 30 feet. À, nhưng mà nó sẽ va vào ấy nhỉ? Không. Sẽ va vào tầm đánh của hai con quái. Nếu mà chạy dịch sang bên này thì không vấn đề. Chạy tránh tầm đánh của nó ra. Đây. Ok, em biết rồi. Anh là rồi sao? Vẫn dính một đòn một con này kia đúng không? Không, con trên không tới. Con trên nó đứng ô này mà. À, con đầu này con này này. À con này thì có đúng rồi. Con này thì bị. Không sao, chịu được. Không, một đạp, một đạp không sao. Tùy nó có thể trượt, không lo. Ừ. Đi. Ok. Bây giờ em ấy đúng không? Em sẽ dash một ô chéo xuống đây. Không cần. Đấy không phải dash, chỉ di chuyển bình thường cũng được. Em nó sẽ bị cào, một phát trượt. Ok, chạy. Rồi em dash một phát phi thẳng xuống trước mặt con boss, dùng song kiếm vả. Rồi, và mặt nó. Cái này không có snake attack tại vì không có đồng bọn đứng cạnh. Không có đồng bọn. Em okay, chỉ roll hay liều. Ui giời ơi. 20. Alo alo. Tuyệt vời. Ai cái đạt 20 ngon trời luôn. Ui giời, đủ đúng vừa đủ đam. Miêu tả đoạn kết liễu em. Cô phi đến hai thanh kiếm trong tay cô được siết chặt lại bởi vì cô vừa cảm nhận được người đồng đội của mình đã bị điều khiển. Do đó sự phẫn nộ là lên tới tột cùng. Một đường phát chém thứ nhất xuyên ngang người con quái khiến nó gần như là đứt lìa, chưa đủ cô phạt thêm một phát nữa khiến nó đứt lìa hẳn. Nhưng sao? Nhưng còn gì nữa? Còn gì nữa không? Chưa hết. Với cô như thế là chưa đủ vì người để chém. Chém thêm đấy, bồi thêm mấy nhát nữa. Cô rút cầm dao phi thẳng phốc phát găm mảnh sắt của con quái vào tường. Còn đội thu dao lại, thu chiếc dao còn lại trong người. Bây giờ con quái vừa bị chém lia lịa và đứt tất cả các cái tua rua mắt của nó, chém lưỡi nó luôn, xong rồi một cái còn lại thì cắm thẳng vào miệng nó, cắm vào tường bên cạnh. Nó giả mọi người cảm thấy là trong không gian có như là cái luồng năng lượng nào đấy tỏa ra. Những cái con còn lại có vẻ như là nó bị yếu đi. Đi đứng loạn choạng. Về mặt cơ chế game, mỗi con còn lại còn có thể di chuyển và đánh nhau trong một vòng nữa trước khi nó bị mất năng lượng hoàn toàn. Cái này là mọi người phải sống sót được nốt. Thế giờ mình chỉ cần sủi thôi đúng không? Đúng không? Không sao. Reinhardt đuổi mọi người thôi. Sủi. Không sao. Nếu cần thiết thì... Có hưu không? Tôi sẵn sàng ở lại chiến đấu với Reinhardt đến cùng và cho mọi người bế con tim về. Không sao cả. Tôi là người duy nhất ở đây còn gọi là lạch lạc nhất. Từ xem có skill búp siêu không? Anh ơi, cho em hỏi một chút là cái skill mà Reinhardt búp lên em là em sẽ, thì sau khi mà Reinhardt bị điều khiển rồi thì nó còn tác dụng không em? Mất tác dụng này. Oh, con được điều khiển nó sẽ tắt cái skill đấy. Ok. Thì em ok, em còn 22 màu, em sẵn sàng chơi đi. Rồi. Có make amon này, có make amon. Blast của tôi đã hết tác dụng đúng không? Make amon này là như thế nào? Make amon là tăng thêm giáp của mình, dùng một action để tăng thêm giáp của mình. Tăng giáp lên đập chết đúng không nhỉ? Tăng giáp là theo cái deck của mình. Rồi. Cứ thử đi. Con não này cào trượt đến lượt ở Hải Nam. À. Đến hết vòng này đến đúng lượt của Caro thì là mọi thứ dừng lại. À thế sống rồi. Nghĩa là ông Ray hát ông hồi phục đúng không? Thế giờ chỉ cần chạy thôi đúng không? Chạy nhưng mà ông chạy được không? Chạy vừa đát luôn. Đát không đát là ông vẫn đính đòn nhá, vậy đi đừng cách. Cái vấn đề là con tim bây giờ bế đi kiểu gì? Không đợi một đấy, tuần sau nó chết mà. Tuần sau là hết mà, bình thường mà, phát mà. Giờ chạy kiểu gì cũng dính đòn thôi, chạy. Chạy cái đát là chạy được đâu.
disengage à? Hay là nào? Có kiểu dùng cái hành động để... Dùng dash. Ok, dùng dash. Sẽ bị Reinhardt đánh với một phát. Dạ. Chưa. Con não đánh với một phát. Alo. Chúng. Phục màu. Bất tỉnh. Hai con này sẽ... Hay là nào? Bắn Drunkerman. Rồi, cái gì đó? Không rõ. Có vẻ như là mày giết chữ tao, tao giết mày. Với những cái đường bay loạn trạng cuối cùng, nó sẽ là cả hai con sẽ làm wisdom save xem là nó có bắn được. Đều không bắn được. Tôi bắn Caro vậy. Caro cho hai cái deck xem. Ui anh ơi, anh. Sao? Đúng đây, đánh con bắn của con kia rồi. Mất rồi, bắn cung, bắn nỏ mất rồi. Rồi, thế là nó bắn bình thường, thế hai cái deck xếp. Từ Drunkerman. Rồi, sao? Mười đam lại, một phát nữa luôn. À, thôi, bất tỉnh là hình như là fail luôn thì vậy. Bị trúng phát nữa, bị một fail death save. Sao? Với bọn thằng kia, cà rốt sống là hết rồi mà. Là vác tỉnh rồi. Rồi, Reinhardt bước đến. Giơ búa đập vào cái thân thể đang bất tỉnh của hai anh em. Anh em bị hai fail death save. Cà rốt. Drunkerman lăn một cái death save. Death save. Đang bất tỉnh. Máu. Máu quá. Máu. Ừ nhỉ. Death saving throw. Không phải dex. Drunkerman. Drunkerman lăn rồi. Ai lăn. Drunkerman. Death saving throw. Hai death, hai fail. Đến lượt của Caro, tất cả bọn này đều lăn ngã xuống đất, lả xuống đất, chết hết. Reinhardt tỉnh dậy, nhìn thấy mọi thứ. Thấy các con quái đều đã ngấp ụp Caro, bế con tin lên vai và bắt đầu công cuộc bỏ trốn. Mấy anh em này vẫn còn bất tỉnh thôi nhá, chưa chết đâu. Thì đã có ai chết đâu, toàn hai death save thôi chứ mấy. Ông bà bỏ chết, anh em nằm đấy chết luôn đấy. Ông có gọi dậy không? Thế bắt bỏ đồng đội à? Ông bà bỏ đấy chết luôn. Trên đường đi thì sẽ... Ông phải kể rõ, ông kể cho anh em nằm đấy là anh em bỏ chết luôn đấy. Trong cái lúc này là muốn cứu là một phải hồi máu ngay, hai là phải lăn một cái medicine check medicine. Để mọi người là không phải tiếp tục lăn death saving throw nữa. Nếu mà mọi medicine người bị tổng là 3 cái fail death save là chết hẳn. Và những người đang bất tỉnh là vẫn tiếp tục phải lăn. Rồi, yeah, medicine. Rồi, cho ai Drunkerman hay là Hải Nam? Drunkerman rồi. Drunkerman bây giờ chỉ bất tỉnh thôi, không phải lăn death save nữa. Reinhardt thì cũng có mấy cái hồi máu có thể hồi nốt cho Hải Nam. Vấn đề. Hồi thằng Drunkerman có stable này. Là... Tôi hỏi đi. Cái nghĩa stable trong cái này nghĩa là gì? Cái spare the dead. Spare the dying, rồi. Stable là không phải lăn death save nữa, không vấn đề gì. Là vác về được không? Đúng rồi, vác về được. Người như vậy. Reinhardt mất não. Cùng hai thanh niên bất tỉnh. Và Carol kéo cả cái con tin. Giải cứu con tin mang về. Coi là dậy rồi đi. Quay về là cái con nó vẫn ở trong đầu em. Không, nó nhảy ra. Nó chết rồi. Nó chết rồi, nó bay ra rồi. Hoặc là rơi ra ngoài. Không. Hoặc là... Thế ra mất não rồi thì mất luôn à? Thế con não nó thay thế. Hết. Chúng ta sẽ để đây là một bí ẩn. Trong cái lúc hỗn loạn, cứu người sắp chết. Không biết là cái con não kia đã chết thật chưa? Hay là cái con não kia vẫn đang điều khiển Reinhardt, chỉ giả vờ là đã trở thành Reinhardt bình thường. Ouch. Và câu chuyện one shot của chúng ta đến đây là kết thúc. Hiểu bao nhiêu thế không? Tôi năm nay 257 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này. Hiểu các kiểu Destiny bình thường như vậy mà chết mình ra. hai phát cuối roll 20 minút. Quá đẹp. Quá đẹp. Hơn nhau đúng một lần. Thế mọi người đã chơi hết cái game ngắn giải cứu con tin và Mind the Sewers. Em mong chờ đến tuần sau để chơi Sea of the Dead. Hy vọng là mọi người đã có một chút thêm hiểu biết về cách chơi D&D. Cái game này thì khá là nhiều combat hơn là phần nhập vai. Mọi người cũng có thể tìm một cái game mà nhập vai. Có thể là một lần khác anh sẽ dẫn game nhập vai nhiều hơn. Hoặc là có người khác dẫn game nhập vai. Mọi người có thể tham gia game đấy. Thì hôm nay thì Thiện thấy là mọi người cũng có tham gia vào phần là tương tác với cái thế giới mà Thiện tạo ra. Nhưng mà
chưa phải là quá nhiều, có thể là một số bạn mới là cũng chưa biết cách là nên chơi như thế nào cho hợp lý. Mà hy vọng là mọi người vẫn tiếp tục chơi và về sau sẽ biết là chơi sẽ vui hơn nữa. Em cũng khá xin lỗi vì hôm nay em gặp hơi nhiều lỗi kiểu phần kỹ thuật khiến cho mọi người có một trải nghiệm nó hơi bị dài dòng. Không sao cả, cái đấy là cũng thường xảy ra, mình cố gắng khắc phục về sau thôi. Đấy là cái cút của cái server đấy rồi, không thoát được đâu. Mọi người có nhận xét gì về game hay là về cách mà thiện dẫn không? Thì có thể nói, nếu không thì cảm ơn mọi người đã cùng tham gia game này và cùng có một cái buổi chơi game vui vẻ với nhau.